Bây giờ thầy sẽ tiến hành sửa bài cùng với cái nhóm được giao nhiệm vụ sẽ tiến hành sửa bài góp ý cho cái nội dung thực hành của các buổi trước. Có những nội dung thì hôm nay có thể không hoàn thành, không kịp. Tuy nhiên thì thầy sẽ tiến hành ở các lớp khác và biên tập video để các bạn theo dõi, thi cho tốt. Đầu tiên thì thứ nhất là Bích ơi, Bích có đó không em? Có Ừ, thứ nhất là em lắng nghe nhé, rồi chuẩn bị góp ý. Đầu tiên là thầy mời bạn Nguyệt trình bày trước đi xem nào. Bài của em thì em làm được cả hai câu, như vậy là đáng khen. Sau đây thì thầy và các bạn được giao nhiệm vụ sẽ hoàn thiện cái bài làm của em để thi cho nó tốt. Và thầy trao cơ hội vấn đáp thêm để có căn cứ xét khuyến khích điểm thêm đối với bài của bạn Nguyệt. Và chúng ta đang thực hành thì được quyền sai. Bây dạ giờ thầy sai ơi, trong lúc thực hành hay là sai vào cái lúc thi thì đấy là lựa chọn của mỗi người. Đầu dạ tiên là thầy ơi, em thầy nghe đây. dạ, Bây giờ thứ nhất là em đọc rõ cái câu số 2 này. thầy ơi hình như là hôm mà em được giao bài là không phải làm đề đó thầy ơi. dạ Đâu thì hôm coi là nào. dạ hôm là em giao bài là em làm bài giả sử trường cầu với không phải làm bài đó thầy, cái đó là tiết trước thầy ơi, Ừ, tiết trước nữa, đúng rồi. Đây là tiết thầy trước gom hai nữa buổi ở một mà. thầy, cái tiết mà mã số sinh viên là số 3 thầy chứ không phải là đề đó thầy. Ừ, thế đây là Thế bài của em là đúng không? bài nào thầy, thầy mở giúp em xem đi thầy. Ừ, đây. Dạ không phải bài ra, không phải thầy. Từ từ, từ từ. Hôm đó là thầy random ra số 3, còn em là số 1 là tiết trước nữa, là tiết tiết hôm qua á thầy. Đề kia. Ừ, từ từ, tôi đang xử lý từng vấn đề một. Có nghĩa là cái bài này của em là hôm ngày 15 thì chứ không phải ngày 11 gì đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ, đúng rồi. Thế là cái từ từ. Cái việc đấy thì tí nữa thầy liên hệ lại sau. Bây giờ thầy xử lý cái bài ngày 11 trước. Dạ, cảm ơn thầy. Đâu thầy mời bạn Hà xem nào. Ở trong trạng thái chuẩn bị nhé, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng để thầy gọi nhiều lần. Bạn Lê Thị Hà, Dạ em đây ạ. À. ừ, bây giờ thứ nhất là bài làm thì thầy đã up của cả lớp rồi, tức là em có cơ hội nghiên cứu kỹ lại video rồi coi bài của các bạn khác thì thông qua hoạt động này thì chắc là cũng xác định được là mình thiếu sót cái gì đúng không? Thì thầy kiểm tra xem Dạ. là em muốn có nội dung gì mà chưa hài lòng với bài này thì cho em sửa trước đấy. Và đầu tiên là cứ trình bày đi đã. Còn đến khúc nào muốn muốn bổ sung thì nói, không thì thì cứ trình bày thôi được rồi. Biết cách làm việc chưa Dạ. Hà? Dạ rồi. Ừ. Rồi.
Đầu tiên là cái đề. Dạ. Tóm tắt đề, quy tổng cầu, quy đề bằng đây đây đây, từ từ thầy mở này cho. 3.360 trừ cho 265B. Ừ. Nhớ đến kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp nhé. Yeah. Ừ. Rồi bắt đầu. Dạ thưa thầy, là tóm tắt đề, quy tổng cầu, quy đề bằng 3.360 trừ cho 265B. Ừ. Quy cung, quy S bằng 1.890 cộng cho 205B. Ừ. Năm 1998, giả sử thị trường bổ sung thêm 210 cộng 100M thì quy đề phẩy sẽ bằng quy đề cộng 210 cộng 100M. Rồi. Nêu cái đề này cho nào. B sao và quy sao. Ừ, đầu tiên là đọc đề trước, đọc đề trước em ạ. Yêu cầu của đề bài đó. Nghĩa thầy là đọc các giá phần lúa cấu xanh mì này này. Trên thị trường tự do là giá lúa mì trên thị trường tự do là bao nhiêu và sản lượng được nông dân Mỹ sản xuất và bán ra là bao nhiêu. Tại mức giá cân bằng thì độ co giãn của cầu theo giá là bao nhiêu, co giãn nhiều hay ít. Giá có mối quan hệ đồng biến hay nghịch biến với doanh thu. Sản phẩm này là hàng xa xỉ hay thiết yếu, tại sao? Ừ, cái câu này thì thực ra nó rất là thực tế chứ nó không có gì là lý thuyết đây cả. Bây giờ có thể áp dụng cho rất nhiều các hàng hóa nông sản của Việt Nam và các hàng hóa của Việt Nam. Và rõ ràng là đối với lúa gạo của Việt Nam thì không phải sản xuất để sử dụng trong nước mà xuất khẩu. Mình làm nước xuất khẩu của gạo trong những nước hàng đầu thế giới. Đúng thế không Hà? Và cái việc mà thêm mình mở rộng thêm một cái thị trường nào đó, ví dụ như là Malaysia hay Philippines gì đó, mà nó tăng cường nhập khẩu gạo của Việt Nam vân vân, thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái hàm tổng cầu lúa gạo Việt Nam gì, đúng không Hà? Yeah. Và rõ ràng như vậy thì cái bài toán liên quan đến lúa mì ở Mỹ và cái bài toán liên quan đến lúa gạo Việt Nam là rất là tương đồng với nhau, là rất là thực tế, gần gũi, không có gì xa xôi đây cả, đúng không? Và bây giờ thầy liên quan đến phần trình bày của em thì như nào? Đây. Từ nãy em tóm tắt được mấy cái đề này rồi gì? Rồi trình bày tiếp đi, đến phần nào thì muốn bổ sung thì nó. Thưa thầy là em muốn bổ sung trước quy đề là giảm cắt cho quy đề bằng quy ít. Ừ, nói lại rõ ràng chậm thôi. Ở khúc nào? Thưa thầy là giá cân bằng trước khúc quy đề bằng quy ít ạ. Trước khúc cho quy đề bằng quy ít hả? Dạ. Ý đấy gì? Rồi, ra sao? Đọc đi. Dạ. Yeah. Giá cân bằng được xác định bằng cách cho quy đề bằng quy S. Rồi. Dạ, yeah. Tiếp theo là cái này là P hay P sao? Nó có còn làm biến nữa không? B sao ạ? B sao ạ? Ờ. B sao? Nó là một số cụ thể. Rồi tiếp. Dạ, và em tính thêm quy sao, quy đê sao. Ừ. Phải thêm một cái bước về rõ ràng quy đề sao, đúng không? Quy sao sẽ bây giờ tính sản lượng cân bằng. Rồi.
thầy quy delta sẽ bằng 2.360 trừ Rồi thế cho tiếp nào. 65 nhân cho 3,13. Rồi bước tiếp thì như nào? Nhanh khẩn trương lên nhé, không có Bằng nhiều thời gian đâu. Thầy đang tạo cơ hội cho em đó. bước tiếp theo Cứ trình bày thôi, cứ trình bày bài làm này thôi. Còn nếu không bổ sung gì thì đấy. Chúng ta không thời gian, không ngầm ngừng thế. thầy mới bị ao ra. Tiếp theo là em sẽ tính EBD. Bây giờ em đọc từ trên này xuống dưới, đọc hết đi. Trình bày đến hết đi, đến phần nào mà muốn bảo thầy bổ sung thêm thì bổ sung. Nhanh khẩn trương. Đây là cả Em 100 người đang đang kiên nhẫn nghe em đó, chứ không tính phải là chuyện đơn giản đâu. như thầy là em bổ sung thêm từ trên xuống luôn Ừ, từ là đâu? hàm cầu mới khi hàm từ cái khúc đó luôn đó thầy. Ừ, trường khúc này, hàm cầu mới. Hàm cầu mới khi Brazil và Indonesia mở cửa thị trường cho lúa À. mì của Mỹ. Như nào? Là QD phẩy bằng QD cộng cho 210 cộng 100M. Và trường hợp của em là m bằng 3. Tóm lại là cộng bao nhiêu? Dạ, cộng cho 510. Rồi. Như thầy là tiếp theo là giá cân bằng được xác định bằng cách cho QD phẩy bằng QS. Ừ, một câu tương tự như cái sau này vào đây. Đúng không? Rồi tiếp. Tiếp là cuối năm 1998, hàng cầu mới là QD cộng cho 510 bằng 3.360 trừ cho 265B. Ừ. QS bằng 1.890 cộng cho 205B. QD Rồi. cộng cho 510 sẽ bằng QS. Rồi Rồi, sau đó cái giá trị là này thì tính đúng rồi đây. Nhưng mà cái này thầy đang hỏi em là P sao hay là thế nào đây? Hay là P B nằm ở phía sao. à, P sao thì lại trùng ở trên rồi thì người ta ký B hiệu thế nào cho sao ạ. P B sao thì sao lại trùng trên phẩy. này đó. Hả? B sao phẩy ạ. Ừ, P sao phải. Sau đó là quy sao phẩy sẽ bằng 2.265,4. Rồi tiếp. Tiếp theo là em sẽ tính EBD. Ừ, đây. EBD bằng Thôi được B rồi, cái sao này tí nữa phẩy thầy sẽ trên hoàn quy thiện cho sao em nhé. Em phẩy. muốn 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 thử không? Thử thì thử đi. Bằng cái gì? Thế thầy là sẽ bằng âm 0,4925. Không, từ từ, bây giờ thầy đang quan tâm là cách tính thôi, chứ còn cái kết quả thì chưa quan tâm vội. Thưa thầy là EBD sẽ bằng B sao phẩy trên Q sao phẩy nhân cho delta QB trên delta B. Quy gì? Hiện tại quy gì? QD
delta quy đề trên delta b. Thực ra bây giờ trong trường hợp này đã hai thị trường nó đã mở cửa rồi là delta QD phải đã. Được không? Dạ. Rồi, thế và sao? Dạ, thế và là bằng 4,21 trên 2265,4. Rồi sao nhanh khẩn trương? Thì cả trăm người đang đợi em đó. Thông qua đó cũng đánh giá được cái việc nhân cho sao? Âm nhân cho âm 265. Tại sao? Như thầy là vì nó là đạo hàm của quy đề. Trong trường hợp đạo này là đạo hàm hàm tổng cầu mới rồi chứ không phải quy đề nữa. Quy đề phẩy đây này. Dạ dạ. Quy đề phẩy theo b. Và đạo hàm theo biến p thì nó thành cái cụm này. Rồi được rồi. Bây giờ thầy vừa nãy em tính là ra kết quả bao nhiêu nhỉ? Dạ, 0,4925. Âm 0,4 bao nhiêu? 4,925. Thế thì có vấn đề rồi. Chắc là có trên là cái vấn đề tính toán thế nào đó và vấn đề làm tròn đó. Chính xác của nó thì là phải như vậy. Kiểm tra lại nhá. Thứ nhất là kiểm tra lại cái giá trị này xem có đúng không nhá. Cái này này. Đây để thầy dò lại cho. Cái này nó không phải là bằng như vậy đâu. Kiểm tra lại cho cẩn thận vào. Và thầy biết được là khả năng này em sai ở cái chỗ nào đó. Em thế vào hàm QD chứ phải hàm QD phải. Cái này nó phải là 27 này. Hai bảy năm ba, người ta yêu cầu là lấy bốn số thập phân. Thi cử tính toán cẩn thận nhé. Ngay cái chuyện là thế vào cái hàm QD phẩy là cả một vấn đề đó, nó ảnh hưởng đến cái bài nó rất là nhiều đó. Và đây cũng là cái bài học cho em đó. Không dễ gì có được cái bài học lùng đó đâu. Nhiều trường hợp vào không có cơ hội để làm lần thứ hai nữa. Và thể hiện luôn trên bài thi. Và câu đó không có điểm gì nữa. Em biết vì sao mà em tính sai cái phần quy sao phải chưa Hà? Dạ rồi. Rồi. Đó. Thì thực hành thì thầy đã nói rồi. Thực hành được quyền sai. Bây giờ sai trong lúc giúp thực hành còn hơn là sai cho vào bài thi. Thì không có cơ hội nữa. Bây giờ thì em có thể dừng ở đây và thầy công bố cho em luôn một cái mức điểm đó hả? Hay là muốn thử thách gì thêm thì phải trình bày rõ ràng. Chúng ta không có nhiều thời gian, nói rõ ràng lên. Dạ, còn kết luận cuối là co giãn ít hay nhiều? Thôi được rồi, cái chuyện đó thì lặt vặt, tí nữa thầy sẽ làm rõ sao. Nhưng bây giờ vấn đề này em có muốn thế nào thì phải trình bày rõ ràng. Dừng lại thì thầy công bố cho mức điểm và chuyển cơ hội người khác. Hai, xin thầy cho em thêm cơ hội thử thách thêm để nói rõ ràng nhé. Dạ dừng ạ. Dừng thì nói rõ ràng cho em xin dừng ở đấy. Thì trường hợp này thì về báo cáo lại cái nội dung góp ý của thầy đó.
và cũng Dạ. không có nhiều người có cái cơ hội sửa bài và trực tiếp kiểu này đâu. Thầy cô rất nhiều việc chứ không phải đơn giản mà có thời gian sửa đến 1 giờ sáng cho các bạn như vậy đâu. Dạ Rồi góp vâng. ý trực tiếp kiểu như vậy nên là cái trường hợp này thì bài của em thì cũng có những cái ưu điểm nhất định. Tuy nhiên là cần phải cố gắng hơn nhiều thì đi thi thì mới có kết quả đó hả? Nhá. Để tiếp tục cố gắng. Dạ. Dạ. Thì trường hợp này thì em về em báo cáo lại, thầy Mạnh đánh giá là trường hợp là tích cực nha, tích cực và tốt, tức là nó khoảng Dạ. độ 1 sao đấy. Được không? Dạ. Dạ. Rồi được rồi. Em cảm ơn thầy. Bây giờ thầy mời bạn Nguyễn Hồng Diệp nhỉ. Em nghe, thầy nghe em thầy. Nghe rõ tốt đấy. Bây giờ để thầy chụp một cái bài của em cái đã. Bây giờ Diệp này, cái bài của em thì thầy đã sửa rất chi tiết cho tất cả mọi người rồi. Bài của em là tốt đó. Bây giờ em trình bày với cái kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp cho các bạn để chứng tỏ mình là một người nắm bắt vấn đề một cách rành mạch. Thì thông qua đó thì thầy có căn cứ để cân nhắc cái trường hợp của em. Ok không Diệp? Vâng. Trình bày phong thái như thế nào, rành mạch như thế nào, đừng ngập ngừng. Vâng. Rồi. Rồi, tiếp tục cái mạch câu 1. Em trình bày là tóm tắt đề là có quy tổng cầu lập bằng 3.360 trừ cho 265B, còn QS là 1.890 cộng cho 205B, và năm 1998 thì QD tăng lên là QD phải là bằng QD cộng với 210 cộng với 103, 3 là mã số sinh viên của em này, trừ giá, tính ở đây là tính giá cân bằng và B sao và Q sao. Thôi dừng lại. Cái dấu trừ này nó thể hiện mối quan hệ đồng biến hay nghịch biến? Là mối quan hệ nghịch biến này. Nghịch biến giữa cái gì với cái gì? Nghịch biến giữa cung và Không, ở đây không nghịch có biến giữa cung. cầu, nghịch biến giữa cầu với lại Nghịch biến giữa thứ nhất là giá đúng không? P là giá gì? vâng, giá với lại cầu. Cái Q, QD này thì em gọi là cái gì? Phải nói chính xác nhưng phải nói cầu đâu mà là lượng cầu nha. Dạ vâng. Đấy, khác nhau hoàn toàn nha. Kinh tế học nó chuẩn xác. Dạ. Chứ không phải là chuyện thích nói sao nói được đâu. Rồi thì tiếp tục ở dưới này thì cái dấu cộng này nó thể hiện mối quan hệ gì đây? Đây là mối quan hệ đồng biến Giữa cái gì và cái gì? ở giá với lại lượng cầu. Sao còn lượng cầu nữa? Cái này sao gọi là lượng cầu được nữa? Lượng cung thầy. Giữa giá và lượng cung. Vâng. Một hàm cung là hàm thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa giá và lượng cung, đúng không? Ở đây nó thể hiện luôn là luật cung đó. Luật cung là gì? Khi mà giá mà tăng lên thì nhà sản xuất có khả năng sản xuất và sẵn sàng sản xuất một mức sản lượng cao hơn hay thấp hơn. Dạ thưa thầy, là khi mà giá tăng lên thì nhà sản xuất sẵn sàng sản xuất lượng sản phẩm nhiều hơn, là tăng Đó, lên. chính xác đó, được rồi, chứ không phải là cái chuyện đơn giản trong cái hàm cầu đâu, nó diễn giải rất nhiều thứ ở đó. Rồi tiếp. Là tính giá cân bằng là cho QS bằng với QD, xong rồi từ đó tính ra B sao
Xong rồi tính ra được từ giá cân bằng tính ra được sản lượng cân bằng. Cái trường hợp này thì thầy có góp ý là này nó phải rõ ràng, nó không còn là quy đê nữa mà nó phải là quy sao. Khác nhau nghĩa hoàn toàn, kinh tế học nó chuẩn xác, nó chỉ cần sai một chút là có vấn đề ngay. Tức là sản lượng cân bằng. Đúng không? Dạ. Y thế và hàm quy đê thì lúc này nó thành một giá trị cụ thể là quy sao. Và đây này em đang xem xét trường hợp đã hai thị trường nó đã mở cửa cho lúa mì của Mỹ chưa? Hay là đã mở cửa chưa? Chưa thầy. Ừ, chưa, chính xác. Rồi tiếp. À, từ đó em tính ra được EDB là độ co giãn rồi. Nếu mà lớn hơn 1 thì là co giãn nhiều, mà bé hơn 1 thì là co giãn ít. Mà trị tuyệt đối của không, nhưng mà vấn đề là lớn bé như là phải dùng trị tuyệt đối hay không trị tuyệt đối đây. Để phải dùng trị tuyệt đối thôi. Phải trị tuyệt đối nhé. Cái đấy thì như nào thì bàn rất sâu trong bài giảng về bản đồ mind map. Chứ bản đồ mind map về độ co giãn. Đầu tiếp. Thật là khi mà hàm cầu của Brazil và Indonesia mở cửa cho thị trường lúa mì thì mình tính được giá cân bằng mới và sản lượng cân bằng mới. Không, phải nói chính xác. Khi Brazil, Indo mở cửa cho lúa mì của Mỹ thì lúc này cái hàm cầu mới sẽ là như thế này. Đúng không? Vâng. Rồi. Hàm cầu mới đây, ký hiệu QD phải. Rồi, được rồi, tiếp. Mình sẽ cho QD bằng QS và tính ra QD hay là QD phải, phải nói chính xác nhá. Là QD phải bằng QS. Đúng rồi. Đây. Và cái chữ phẩy này là một cái dấu phẩy thôi, nhưng nó bao hàm rất là nhiều nghĩa, chứ không phải bao hàm nghĩa quan trọng, chứ không phải đơn giản. Nó khác hoàn toàn với QD. Tại vì là trong cái trường hợp này đã ký hiệu là khác rồi. Bối cảnh lúc này là hai thị trường đã mở cửa cho đối với lúa mì của Mỹ rồi. Rồi tiếp. Xong rồi khi mà cho QD phải bằng với QS thì mình tính ra B sao thầy, ở trang bên kia thầy. Cái này em đang tính QD phải bằng cái này gì? À, vâng ạ, cái đấy là em cho nó rõ thôi cả. Đây. Rồi tiếp. Khi mà tìm ra B sao thì thế B sao và để tìm ra sản lượng cân bằng rồi. Sau đó mình tính EDB mới, độ co giãn mới của hàm cầu khi Indonesia. Bây giờ cái này của em là P sao phải đấy, phải khác đấy. Ký hiệu cho cẩn thận. Dạ, kinh tế học nó chuẩn xác chứ nó không phải cái chuyện đơn giản đâu. Chỉ cần nó không chuẩn xác một chút xíu thôi là lệch nghĩa hết. P sao phải bên kia là một số cụ thể là khác rồi. Còn P sao phải thì là trường hợp liên quan đến khi nào mở cửa thị trường rồi. Giá cân bằng khi mà mở cửa thị trường đối với hai cái quốc gia mở cửa thị trường đối với nông sản của Mỹ. Bây giờ tính Q sao phải gì? Dạ vâng ạ. Cẩn thận cái giữa phải và không phải đó. Liên quan đến toán học là ký hiệu nó quan trọng lắm đấy. Đây, đúng không? Dạ vâng. Và em nhìn đây thì em biết được là cái lỗi của em chưa? Dạ biết ạ. Lỗi là gì? Sửa đi xem nào. Ở cái số độ co giãn lượng cầu thì em thiếu trị tuyệt đối rồi. Chưa đúng. Và bây giờ không ai chỉ điểm là đi thi là cứ thế thôi đấy. Cái này có vấn đề này. Thế sai. Biết vì sao có vấn đề không? Dạ chưa.
Vấn đề ở đây là phải thay vào hàm cầu mới, thay cái giá trị P sao phẩy á. Thế sao phải là cái sản lượng cân bằng khi mà hai quốc gia đã mở cửa đối với lúa mì của Mỹ. Thay cái này vào đâu? Hiện nay em đang thay vào hàm QD. Đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà vấn đề là phải quay vào hàm QD phẩy cơ. Vì sao cái dấu phẩy này quan trọng như thế đó? Và nếu mà thay vào hàm QD phẩy thì nó thẳng bằng bao nhiêu? Thế là cái chuyện này là có vấn đề là lý do đấy đấy. Vâng. Ừ, rồi. Lý do vì sao phải thực hành là lý do đấy đấy. Rồi các cái này thì cũng là phải tính lại hết nhé. Được không? Vâng ạ. Vâng. Thì đây là cũng dịp để nó hoàn thiện bài. Nhưng mà nhìn cái bài của em thì rất là nỗ lực và có cố gắng. Như vậy là rất là tốt. Đặc biệt là cái câu câu số 2 thì là đúng 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 hết đấy, đúng không? Dạ. Thầy đang đang coi cả cái câu số 2 của em ấy. Thì đúng hết, chỉ có riêng cái là người ta yêu cầu là lấy bốn số thập phân đấy. Nên là cái phần làm tròn của em thì cũng được chấp nhận, nhưng mà nếu mà chính xác ra thì nó không tròn đến mức độ thế. Nhưng mà cái làm tròn đấy thì cũng không đáng kể, rất nhỏ thôi. Cái bài số 2 thì tốt hơn cái bài bài này nữa, đúng không? Bài này thì cũng thể hiện sự nỗ lực tốt đấy Diệp ạ. Rồi em trình bày luôn cái bài 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 số 2 rồi. Nhưng mà trước khi trình bày bài số 2 thì thầy cho cái nhóm được giao nhiệm vụ để trình bày quan điểm cái. Thứ nhất cho bạn Bích. Dạ. Phải làm dứt điểm cái vấn đề này. Bây giờ thứ nhất là em thấy cái bài của bạn thì ưu điểm như nào, nói đi xem nào. Dạ thầy, là ưu điểm của bạn là em thấy bạn làm đánh dấu rõ ràng, rồi có ghi dấu giá trị tuyệt đối đầy đủ, chỉ có thiếu cái phần cuối. Có nghĩa là bạn chăm chú vào video hướng dẫn và bạn biết được cách tiếp cận vấn đề, đúng không? Dạ đúng. Còn những vấn đề lắt léo thì thực hành chưa tới nên là có thể mắc sai sót. Thì may mắn là sai trong lúc thực hành. Còn những người mà không thực hành thì sẽ khi mà thầy giảng này thì cũng chưa chắc đã sẽ nhớ nhiều đâu. Thầy trực tiếp thực hành bây giờ nghe sửa thì nó sẽ ngấm hơn rất là nhiều. Thì cái đấy là lựa chọn của mỗi người thôi. Trường hợp này thì em sửa sao? Tính quy sao phải tính như nào? À, thưa thầy, quy quy sao phải là bằng 2753,608. Từ từ nhá, liên quan đến cái này, liên quan đến cái này, nếu mà lấy chính xác bốn số thập phân ấy thì nó sẽ thành là 4,21 nếu mà chính xác ấy. Còn có thể làm tròn hay xây dịch một chút xíu thì cũng không sao, nhưng mà chính xác của nó là 4,2128. Đúng rồi. Đây này nhá. Bây giờ em đọc thứ nhất là cái quy sao phải bằng cái gì? Dạ bằng 3360 trừ 265B. Thế luôn vào. Cộng với 510 ạ. Là bằng P hay là P sao hay P sao phải? Cái này thì phải rất cẩn thận. P sao phải. Cái chỉ cần sai sót một chút thôi là thành có vấn đề đó. Làm cho cái bài như là hỏng hết. Rồi. Là bằng 3870. Thế vào bằng bao nhiêu? Là bằng 3870 trừ cho 265 nhân với 4. Bây giờ đọc kết quả cuối cùng rồi thầy xác nhận cho.
Dạ bằng 2.753,617. Rồi, chính xác, chính xác. Lấy 6, lấy 4 số thập phân. Rồi, tiếp nữa thành số 0 nên là không lấy nữa. Rồi, bây giờ thầy tính tính lại cái cụm này. Thứ nhất ở đây thì bạn có ưu điểm là bạn viết được cái công thức đúng không? Ờ. Và trước khi nêu công thức và tính thì mình phải nói rõ là trường hợp này đang tính độ co giãn của cầu theo giá khi mà hai thị trường nó mở cửa cho nông sản của Mỹ nhé, để nó phân biệt cái trường hợp trước, đúng không? Và trong trường hợp này thì nếu mà muốn sửa đổi thì em sửa đổi cái gì đây? Trong cái cụm công thức này. Có phải là QD không hay là cái gì? Và P sao hay là Q sao? Phải rất là chính xác cho chuyện này. Thầy là B sao phẩy. Thôi giờ thầy sẽ trực tiếp vào bài của bạn đi. B sao phẩy. Đi B sao phẩy trên QD, à QD phẩy, trên QD phẩy. Không QD nữa, tại vì một cái gọi là sản lượng cân bằng rồi thì nó không còn là QD nữa. QD là một hàm cầu. Còn khi đã thế P sao phẩy vào một hàm QD thì nó thành lượng cầu rồi. Và lượng cầu này nó gọi là sản lượng cân bằng rồi. Hình dung không? Vì sao nó phải cái thực hành vấn đáp lý do đấy đấy. Dạ. Ừ. Cái này nó phải thế nào? Q sao phẩy. Ờ. Tiếp. Nhân với đen. Delta QB à, delta QD trên delta P. Ừ, cẩn thận. Bây giờ suy nghĩ xem là cái này phải hay không phải, nó khác biệt hoàn toàn, dẫn đến việc thay số là sai hết. Cái này này. Là delta QD phải. Rồi. Trên delta P. Được rồi. Rồi cái cụm này thì vừa có cái giá trị này ở đây gì? Dạ. Ừ, rồi. Đọc kết quả cuối cùng thì xác nhận kết quả cho. Bằng 0,4054. Ừ. Cẩn thận nhé, nó có dấu âm rõ ràng mà sao mất đâu dấu âm rồi. À, âm 0,4054. Rồi. Cái độ co giãn của cầu theo giá là một cái công cụ rất là mạnh á. Các nhà kinh tế học họ sáng tác ra cái công cụ này. Và chỉ cần nhìn vào cái độ co giãn của cầu theo giá thôi, người ta sẽ biết được rất nhiều vấn đề và thông tin. Từ đó, ở mỗi các hàng hóa khác nhau thì độ co giãn của cầu theo giá lại khác nhau. Và nó dẫn đến cái chuyện là cái chính sách về giá phải tương ứng. Chỉ cần nhìn vào độ co giãn thôi, người ta sẽ biết được đó là hàng hóa kiểu gì. Và muốn tăng doanh số thì có tăng giá hay không hay giảm giá. Họ các nhà kinh tế họ đã thiết kế ra một cái công cụ rất là mạnh đó. Rồi. Chứ không phải đơn giản đâu. Bằng cái đều là những cái công trình nghiên cứu hàng trăm năm và đúc kết từ thực tế đó. Và tiếp cận một vấn đề có rất rất có tính hệ thống. Thế là vì sao là học thì vẫn hơn là lý do đấy. Thay vì đi trải nghiệm thời gian rất dài mà đúc kết lại thì không được bao nhiêu. Bây giờ trường hợp này thì em kết luận sao? Dạ thầy, vì trị tuyệt đối của EDB nhỏ hơn 0, à nhỏ hơn 1, nên là... Cái này dùng phải dùng trị tuyệt đối gì? Đấy gì? Trị tuyệt đối EDB nhỏ hơn 1 nên co giãn ít. Ừ, co giãn ít.
Thế nào thì nhiều? Dạ, thầy là chỉ tuyệt đối của EDB lớn hơn 1 thì là co giãn nhiều. Thế nào thì co giãn đơn vị? Dạ là bằng chỉ tuyệt đối EDB bằng 1 ạ. Co giãn đơn vị nêu ý nghĩa của co giãn đơn vị. Dạ, thầy khi giá ý nghĩa. Dạ khi giá tăng 1% thì lượng cầu giảm 1%. À, độ co giãn là lý do đấy, đấy, tức là cái khả năng phản ứng của lượng cầu trước sự thay đổi về giá. Và mỗi hàng hóa khác nhau thì cái phản ứng của lượng cầu với sự thay đổi về giá là khác nhau, đúng không? Nên là công cụ này nó mạnh đến mức độ như thế đó. Ở trường hợp này thì một cái người có am hiểu về kinh tế học thì một cái chính sách giá đối với hàng hóa kiểu như thế này là muốn tăng doanh số thì tăng giá hay giảm giá? Dạ thưa thầy, nếu muốn tăng doanh số thì trường hợp với EDB thì tuyệt đối EDB nhỏ hơn 1 mà muốn tăng doanh số thì phải tăng giá. Ờ thì phải tăng giá. Trong trường hợp này độ co giãn của người tiêu dùng đối với giá là ít thì tăng giá thì tăng được doanh số. Tuy nhiên có những hàng hóa thì không làm thế được nhá. Dạ. Đúng không? Vì sao nhỉ? Vì sao? Dạ thưa thầy, tại vì là dù có tăng giá hay bởi vì có những hàng hóa hàng ngày dù có tăng giá hay giảm giá thì doanh số vẫn không thể tăng, ví dụ như là muối, đường thì... Cái gì em nói chính xác, thầy đang soi từng câu của em đấy, nói cẩn thận, kinh tế học là không để nói liên thoáng được đâu. Nhiều trường hợp viết trên giấy viết tràn lan ra mà không có điểm. Em mới nói lại là từ từ chậm rãi thầy nghe. Ừ, thầy là với những trường hợp EDB. Em đang nói đến muối đúng không? Dạ muối. Cụ thể muối thì em suy đoán đối với muối thì cái độ co giãn của cầu theo giá là ít hay nhiều? Dạ thầy là co giãn ít. À, chính xác, có giãn ít vì sao? Dạ bởi vì là khi giá dù có tăng 1% thì lượng cầu vẫn giảm nhỏ hơn 1%. Thì bởi vì nó là hàng mặt hàng thiết yếu hàng ngày nên dù giá tăng hay giảm thì mọi người vẫn chỉ sử dụng từng đó muối, không thể sử dụng nhiều hơn được ạ. Không có ai có chuyện mà giá muối giảm 1/10 người ta sử dụng muối hơn 10 lần được đúng không? Ừ, rồi. Mà nếu mà tăng giá muối thì người ta vẫn phải sử dụng ở mức độ nhất định chứ không thể nào giảm được, tại vì là thiếu muối thì nó nguy hiểm lắm. Đúng không? Dạ. Đối với bạn Bích Hồng, bạn hỏi là cái ký hiệu ấy thì nếu mà em coi cái bài giảng liên quan đến xây dựng bản đồ mind map về độ co giãn thì em thấy là ký hiệu thống nhất trong tất cả các bài giảng của thầy á. Dạ. Đây là độ co giãn của cầu này, EAD này, D nhá. Một số D. Bạn viết cẩn thận người ta tưởng là P. EAD trên là P này. Ok không Hồng ơi? Được ạ. Nghe được ạ. Thôi được rồi, trường hợp của em thì thầy có căn cứ để xét miễn thi Bích ạ. Dạ. Bây giờ liên quan đến cái câu câu 2 thì để cho bạn trình bày, rồi bạn Kiều chú ý lắng nghe nhé Kiều ơi. Dạ. Ừ. Đâu bạn Diệp đâu nhỉ? Em đây thầy. Ờ, đang trình bày cái câu 2 xem nào. Đây, thứ nhất là trình bày cái đề trước. Vâng, cho em trình bày là đề là phần lớn cầu đối với nông sản Mỹ là từ các nước khác. Năm 1998, tổng cầu của lúa mì là quy bằng 3.200 trừ cho 283B. Trong số này, tổng cầu nội địa là QD bằng 1.720 trừ cho 107B. Và cung nội địa là QF bằng 1.900 cộng với 207B. Giả sử cầu xuất khẩu của lúa mì giảm
42 trừ cho m phần trăm. Những người nông dân Mỹ quan tâm đến sự sụt giảm này của cầu xuất khẩu. Điều gì sẽ xảy ra với lúa mì trên thị trường tự do Mỹ? Giả sử chính phủ Mỹ muốn mua vào một lượng lúa mì vừa đủ để tăng lên 3,5 đô la một tạ. Với sự sụt giảm của cầu xuất khẩu, chính phủ cần phải mua bao nhiêu lúa mì mỗi năm và chính phủ phải trả bao nhiêu? Từ từ, bây giờ thầy phân tích cái đề này về tính ứng dụng của nó trong 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 cuộc sống thực và hiện nay đang diễn ra ở Việt Nam này. Câu này thì rất thực tế đối với Việt Nam nhé. Một lần nữa, vì sao liên quan đến lúa mì của Mỹ thì mình có lúa gạo. Thì đối với cái lúa gạo của Việt Nam ấy thì hình dung là như vậy này. Là có một cái hàm tổng cầu lúa gạo của Việt Nam. Và trong đó thì người dân Việt Nam sử dụng cái lúa gạo trong nước thì nó gọi là cầu nội địa. Hình dung không, Diệp? Dạ vâng. Còn cái lúa gạo của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới thì nó gọi là cái cầu quốc tế. Vâng. Đúng không? Vâng. Và câu chuyện đặt ra là cầu quốc tế hay là gọi là cầu xuất khẩu này, nó đang giảm phần này. Hiện tượng tăng giảm thì là hiện tượng diễn biến thường xuyên trên thị trường thì có gì đâu là lạ, đúng không? Vâng. Nó rất là thực tế. Rồi là cung nội địa. Giải thích cho thực tế cho người ta, nhiều người bạn đọc thì cũng lùng bùng trong cái đầu. Cơ hội thực hành thì mới làm chuyện đó. Cung nội địa thì đây, tức là thể hiện cái sản lượng lúa gạo mà nông dân Việt Nam có khả năng sản xuất và sản xuất ở tương ứng ở mỗi mức giá. Đó là cung nội địa đó. Và một vấn đề nó nữa là gì nhỉ? Đôi khi thì chính phủ can thiệp vào thị trường. Giải thích vì sao và kinh tế học giúp chúng ta hiểu được các cái chính sách của chính phủ. Và nếu mà người làm việc trong cơ quan chính phủ có thể thiết lập các chính sách công, lý do đấy đấy. Hiểu chính sách của chính phủ đang diễn ra hàng ngày trước mắt chúng ta trên báo chí, chứ không có gì đời xa xôi cả. Không học chuyện trên trời. Sự kiện tin tức, vấn đề thực tiễn nó đang dội lại trước mặt chúng ta. Vấn đề là chúng ta có đủ năng lực để hiểu hay không. Thì chính phủ Việt Nam thì ví dụ trước cái tình trạng rớt giá về lúa gạo thì chính phủ có thể có những cái chính sách của chính phủ để trợ giá và giúp đỡ nông dân. Và thực sự chính phủ Việt Nam đã áp dụng cái chuyện đó rất nhiều lần rồi, thường xuyên rồi, bằng nhiều cách rồi. Thì một trong những công cụ đó là chính phủ tung tiền ra, tung tiền ngân sách ra. Và chính phủ muốn cái mức giá nó phải là tầm này này. Để đem lại cái lợi ích cho người nông dân. Chứ còn nếu mà giá tại thị trường tự do thì theo em là nếu mà không có chính phủ can thiệp thì giá nó là thấp hơn 3,5 hay cao hơn 3,5? Dạ cao hơn. Dạ cao hơn. Đó. Cao hơn sao được? Cao hơn thì chính phủ can thiệp gì nữa? Thấp hơn rồi. Rõ ràng rồi, chúng ta làm bài thì làm vanh vách ở đây, nhưng mà do hướng dẫn kỹ để làm tính toán các thứ chưa cẩn thận, nhưng mà cái hiểu vấn đề và suy rộng ra thực tế thì nó còn có khoảng cách lắm, phải cố gắng nhiều lắm. Hiểu biết thực tế còn thấp kém lắm. Và trên thị trường tự do thì giá nó sẽ thấp. Bây giờ chính phủ muốn trợ giá nông dân thì cũng bằng công cụ thị trường, can thiệp vào thị trường bằng công cụ thị trường, tức là cũng như là một cái người thực hiện mua bán trên thị trường để thay đổi lực cung và lực cầu. Em hình dung không, Diệp? Có. Đấy là cái chính sách của chính phủ, nó tiếp cận vấn đề theo cái thị trường ấy, chứ không phải là áp cái giá là phải nhất định như thế, không được mua bán cao hơn thấp hơn. Cái hành động phi thị trường thế là sẽ thành vấn đề đấy. Đấy là một cái hiểu biết về thị trường, phải biết quy luật của thị trường và vận dụng quy luật đó để thực hiện chính sách của chính phủ, chứ không phải là làm ngược quy luật. Rồi ra đều là mình là chính phủ đây thì mình có thể năng năng kiểm soát được giá theo ý mình,
một cách thô thiển thì kinh tế học sẽ chỉ ra những cái thiệt hại rất lớn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nên vai trò của kinh tế học nó mạnh mẽ lên như thế đó. Và trong trường hợp này thì chính phủ đóng vai trò như là một người mua bán bình thường trên thị trường để tác động vào các lực cung cầu và sử dụng cái quy luật cung cầu để can thiệp vào thị trường. Và chính phủ muốn là giá có lợi cho người nông dân là phải là ví dụ 3,5 đô một dạ. Thì em kiểm tra sợt mạng nên là dạ là đơn vị đo lường quốc tế đối với lúa mì, thì nó quy ra ở yến tạ tấn của mình rất cụ thể. Thầy không có thời gian làm chuyện đó. Đấy là cái tính ứng dụng của câu này nhé, rất thực tế nhé, rất thực tế, chứ không phải là một bài tập tính toán cho vui hay là phi thực tế đâu. Thi xong rồi dục đi đâu không có, học thế thì mất thời gian ra. Rồi bây giờ em trình bày cái câu này xem nào. Dạ. Tức là khi mà giá xuất khẩu giảm sẽ dẫn tới tổng cầu giảm và tổng cầu giảm nhưng mà cung lúa mì không đổi, dẫn đến giá lúa mì giảm và tác động tới nông dân Mỹ, tác động thị trường nông dân Mỹ. Từ đó tôi tính được giá cân bằng bằng QD bằng Cái QF. này có phải là giá xuất khẩu không? Đã bàn sao được đến giá nhỉ? À, Lượng sao à? bàn được đến giá em? Giá là phải là kết hợp của cung cầu, lực cung cầu nó mới quyết định đến giá, nó chưa bàn đến giá được đâu. Cái này chỉ là cung, à cái này là cầu xuất khẩu giảm thôi. Hình dung Diệp? Dạ vâng ạ. Ừ, đó. Không có thời gian, bây giờ là cái cơ hội tốt để làm những cái chuyện như thế đó, nó sẽ củng cố lại cái lỗ hổng về kiến thức cho em và nhiều người, những người đang nghe là đang hưởng lợi từ cái việc tương lai đây. Rồi tiếp. Sau đó là tính được giá cân bằng bằng cách cho QD bằng QS, tính ra B sao và sản lượng cân bằng, Rồi được rồi, tiếp. tính phương trình đường cầu xuất khẩu bằng cách lấy tổng cầu trừ cho cầu nội địa. Khi mà giảm 39%, 42 trừ 3 thầy, 3 là mã số nhân viên là Đúng rồi. 39%. Và chú ý rằng là cái phải xác định giá trị M đầu tiên nhé, thầy cô phải có giá trị này thì mới chấm được nhé, rất là quan trọng. Các bạn thì tưởng là nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà đối với thầy cô cái đó là sống còn đấy, dẫn đến câu chuyện Em có có chấm thể được bài hay không? không và có cho được điểm hay không đấy. Việc đầu tiên phải xác định M bằng bao nhiêu, đề số mấy, câu số mấy. Các bạn thì cứ lo vào cái chuyện làm bài đúng sai hay thế nào đó, nhưng mà cái thông tin đó không có thì làm sao mà xử lý được, tại vì là nó rất nhiều mã đề và rất nhiều lớp, chứ không phải đơn giản là một mã đề đấy đâu, mà để cho thầy cô mặc nhiên phải hiểu nhé. Và cái việc thầy cô truy lục cái đó thì mất thời gian lắm. Thời gian đó thầy cô có thể chấm được 10 bài rồi mà vẫn chưa chấm xong cái bài đó. Rất nguy hiểm. Rồi tiếp đi xem nào. Khi mà tính ra phương trình đường cầu xuất khẩu khi giảm thì mình sẽ tính ra được phương trình tổng cầu mới quy quy phải. Phương trình đường tổng cầu mới phải cẩn thận, kinh tế học chỉ sai một tí thôi nó thành nghĩa hoàn toàn khác. Phương trình đường tổng cầu mới hay là một hàm cầu mới, hai cách diễn đạt. Hình dung không Diệp? Rồi tiếp. Sau đó khi mà tính ra phương trình đường tổng cầu mới thì ta sẽ tính được tại điểm cân bằng mới thì QD phải bằng với QS. Rồi. Xong rồi tính ra B sao phải với mức giá Bây giờ này là này, cái giá trị này thì em tính là đúng rồi, nhưng mà đề nó yêu cầu là lấy 4 số thập phân. Tính chính xác ra là 1,71539 á, làm tròn là 1,7154. Đề người ta yêu cầu lấy 4 số thập phân mà, đúng không? Rồi, tiếp đi. Thế là với mức giá là 3,5 đô thì người sản
người sản xuất sẽ cung nhiều sản phẩm hơn và người tiêu dùng sẽ tiêu ít hơn. Đúng rồi. Có nghĩa là người sản xuất có khả năng sản xuất và sẵn sàng sản xuất nhiều hơn, đúng không? Rồi. Thì dẫn đến là thị trường sẽ không cân bằng với cái sản xuất nhiều nhưng mà lại tiêu dùng ít. Ừ. Và hiện tượng này là hiện tượng như nào nhỉ? Dư thừa hay thiếu hụt hàng hóa đây? Dạ, thưa thầy là đây là hiện tượng dư thừa hàng hóa. À, dư thừa hàng hóa, dư thừa. Dư thừa hàng hóa nha. Bây giờ thầy thì thầy vẽ cho bạn một cái biểu diễn bằng bằng rồi cứ trình bày xong đi, thầy sẽ vẽ cho cái hình đó. Dạ vâng. Thưa thầy, đến lúc đấy thì chính phủ, khi mà chính phủ can thiệp vào thì chính phủ cần phải mua lấy tổng cung trừ cho tổng cầu để ra được chính phủ cần mua. Ừ. Chính phủ muốn mức giá là 3,5, tức là cao hơn cái giá trên thị trường tự do này này, đúng không? Nhưng tự do bây giờ chỉ có 1,7 thôi. Đúng không? Dạ vâng ạ. Mà bây giờ chính phủ muốn người nông dân hưởng lợi giá 3,5 đô một dạ cơ. Thì bây giờ chính phủ dùng công cụ thị trường chứ không phải là áp đặt cách thô thiển bằng hành chính. Thì bây giờ phải xác định là cái lượng dư thừa trên thị trường gì. Dạ Trình bày tiếp. vâng ạ. Thế là khi mà mua đấy mà giá tăng lên 3,5 triệu dạ thì chính phủ phải trả là lấy cái mà cần mua nhân với số lượng giá để ra số tiền mà chính phủ phải trả. Cái trình tự các bước thì trong video rất rõ nhưng mà thầy chấm nhiều bài thì có một số bài tiếp cận vấn đề và nó chưa thật sự kỹ nên là dẫn đến sai sót. Các giá trị này thì em làm tròn thì thôi được rồi. Làm tròn đến chút xíu, ví dụ cái này là 2 2631,86 thì em làm tròn 2632 thì được. Ở trên này thì 751,96 thì là 752 thì được rồi. Rồi các cái giá trị này thì cũng ổn rồi. Tính cái phần dư thừa ra này cũng ổn rồi. Nhưng mà chắc chắn là bài thì chấm sẽ có một số bạn ấy nên gửi bài cho thầy và nhiều bạn khác chắc chắn là sẽ tính cái phần tổng cầu này có vấn đề. Và giống như trường hợp lúc nãy vấn đề nó nằm ở đâu? Theo em là họ sai là họ vẫn nắm vấn đề đâu, thầy đang chỉ vào điểm cốt tử đấy. Nhìn vào cái lỗi sai trong bài thi của rất nhiều khóa đấy. Thay sai quy rồi này, điểm cân bằng mới mà lại nghe vào đấy là tổng cầu lúc ban đầu. Đó thì hơi hợt nhìn phẩy hay không phẩy tưởng cái đấy nó chả quan trọng gì nhưng mà nó lại ý nghĩa thay đổi đến hoàn toàn, nên lưu ý nhá, thầy đang chỉ cái điểm cốt tử đấy. Bây giờ liên quan đến về mặt hình học biểu diễn. Các bạn đã biết là một cái mô hình cung cầu được giải thích bằng bằng ba cách. Cách thứ nhất là bằng trực giác, tức là thầy đưa ra cái nghịch lý kim cương nổi tiếng của cha đẻ của kinh tế học Adam Smith rồi giải thích bằng hình học. Thì các bạn thực hành bằng hình học thì thầy đã dành nhiều thời gian ở thêm cả một cái buổi ngoài so với cái gọi là phân bổ của chương trình để tăng cường thực hành. Và thầy thấy cái iPad của thầy thì bài sửa nó quá nhiều đi. Ngoài thời gian trên 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 lớp nhưng mà cái thời gian sửa bài các thứ để cho sinh viên cơ hội thực hành nó quá nhiều, làm công việc mình ngoài buổi học quá nhiều. Và thầy cũng không cam kết là sẽ làm được trong mọi chương, tại vì là có rất nhiều việc chứ không phải đơn giản cái chuyện như vậy, đặc biệt là lịch giảng nó dày lắm. Tuy nhiên cứ bao giờ mà thầy mà cố gắng để cho các bạn thực hành, đấy là cái sự nỗ lực đấy. Bây giờ thầy biểu diễn bằng bằng hình này. Bây giờ thứ nhất là xác định các trục đi, tại vì một biểu đồ mà không có nhãn thì gần như là cái biểu đồ vứt đi, không dùng được nữa. Đi đúng không? Xác định nhãn các cái trục cho chính xác. Các người còn chưa làm xong được cái bước này. Đâu đâu rồi Diệp? Là chụp tức là chụp dọc xuống là giá. Còn chụp ngang là cầu.
cầu này. Cần phải luyện tập thêm nữa nhé, đúng không? Một cái lý thuyết của ta rất là kinh điển, chứ không dễ dàng mà có được đâu. Cái gì có dễ dàng có được thì cái đó không có giá trị gì đâu. Còn phải luyện tập, cố gắng nhiều lắm. Vâng, là cầu này. Nói chung là cầu. Cũng không phải cầu. Một cái điểm cầu trên đường cầu dội xuống thì mới thành lượng cầu. Còn cái giá trị cụ thể trên cái trục này thì nó chỉ là sản lượng thôi. Tên gọi đấy. Hiểu không? Bây giờ cái đường cầu là cái đường thế này hay đường thế này? Thầy vẽ hai đường xem em nhận diện như nào. Từ nãy là thầy hỏi em rất nhiều để mà có căn cứ đó. Và thầy hỏi ai nhiều là thầy đang xem xét cái trường hợp đó đó, chứ không phải cái chuyện gây khó khăn cho người học đâu. Vâng ạ. Bây giờ cái đường màu xanh ấy là đường cầu hay là đường cung đấy? Cái đường màu xanh dương là đường cầu này, còn đường màu đỏ đường là cầu. Đường cung. Thể hiện mối quan hệ nghịch biến hay đồng biến giữa giá và lượng cầu. Thì là thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng cầu là mối quan hệ nghịch biến hay đồng biến. Giá và lượng cầu là mối quan hệ nghịch biến. Nghịch biến đấy, quá trình đó là truy vấn kiến thức liên tục đấy. Rồi có cái đường màu đỏ là đường gì? Dạ là đường cung thầy. Ký hiệu là S. S. Thì bây giờ nếu mà mình dọi vào cái đề của mình ấy thì cái trường hợp tại cái điểm A này này là điểm cân bằng như gì, đúng không? Dạ vâng, điểm cân bằng ban đầu đấy. Và bây giờ là như nào nhỉ? Bây giờ có nghĩa là cái gì sụt giảm? Tức là cầu xuất khẩu nó bị sụt giảm, đúng không? Vâng. Đúng không? Thì vì như vậy thì đường cầu nó sẽ di chuyển sang phải sang hay sang trái? Tức là đường cầu sẽ chuyển sang trái. Sang trái. Thành D phải này gì? Dạ vâng. Và cái điểm mới này thì gọi là điểm B. Và theo như cái tính toán vừa nãy của em thì em đọc tại điểm A thì là thì giá cân bằng là bao nhiêu và sản lượng cân bằng là bao nhiêu, và điểm B thì giá cân bằng là bao nhiêu và sản lượng cân bằng là bao nhiêu, vừa tính được hết rồi đó. A này muốn xác định ấy thì vừa nãy sẽ thấy rằng là A thì sẽ là P sao này, Q sao này, đúng không? Vâng. Điểm B là P sao phẩy này, Q sao phẩy. Q sao phẩy nó là như vậy đó, biểu diễn bằng hình học để thấy ra này là nó rất là ăn nhập với nhau, đúng không? Vâng. Rồi đọc to lên xem nào. Thế là điểm A là B sao là bằng 2,653, còn Q sao là 2449,17. Còn điểm B là B sao phải là bằng 1,7154. Tức là giá cân bằng lúc này thấp hơn hay cao hơn? Thế là giá cân bằng lúc này là thấp hơn. Thấp hơn. Và cụ thể là giá lúc này nó bằng bao nhiêu nhỉ? Đây này. Giá cân bằng lúc này là bao nhiêu? Thì là giá cân bằng lúc này là bằng B. Giá cân bằng mới á, sau khi sụt giảm á, sụt giảm cầu xuất khẩu ấy. Vừa tính xong đây này, nó là 1 phẩy này. 1 phẩy bao nhiêu? 1,7154. 1,7154. Bây giờ câu chuyện là chính phủ muốn giá nó lên đến bao nhiêu nhỉ? Lên đến tầm này cơ. Đúng không? Vâng. Lên đến 3,5 đô hả? 3,5 mà. Thì nếu mà với mức giá như thế thì thứ nhất là dọi vào cái điểm điểm này là điểm thầy gọi là điểm
Điểm B đi. À, điểm C đi. Vâng. Điểm C đi thì lúc này người nông dân sẵn sàng sản xuất và có khả năng sản xuất ở mức sản lượng rất là cao, đúng không? Tuy nhiên cái lượng cầu thì lúc này thì dọi vào đâu để xác định được lượng cầu đây? Chính là điểm D này, đúng không? Có đúng thế không? Dạ vâng ạ. Và vừa nãy em tính được cái chênh lệch này là bằng bao nhiêu? Chênh lệch giữa cái lượng cung và lượng cầu em vừa tính thì chênh lệch là bao nhiêu? Chính là Là 700 52 ạ. 752. Và bây giờ muốn giá thị trường tự do đang từ 1,71 mà lên đến 3,5 thì chính phủ phải tung tiền ra mua phần dư thừa này. Hình dung không? Vâng. Bằng đúng với giá 3,5. Đây là bỏ tiền ngân sách ra làm chuyện đó đó. Vâng. Đây là thể hiện một chính phủ có hiểu biết về quy luật cung cầu và sử dụng đúng cái công cụ công cung cầu để can thiệp vào thị trường. Chứ không phải can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính thô thiển là áp cái giá đấy đâu nhé. Hiểu không? À. Rồi được rồi. À, như vậy thôi, buổi học hôm nay thì cái trường hợp của em ấy thì em làm được 2 câu và câu thứ hai là tốt đấy. Và thầy vẫn đáp em rất là nhiều. Thế nên là trường hợp của em thì rất là xứng đáng để mà báo cáo lại và ghi là thầy Mạnh đánh giá điểm tuyệt đối là 3 sao. Ok ông Diệp? Dạ vâng ạ. Rồi. Còn các bạn khác mà chưa có cơ hội khuyến khích điểm thì thầy đã sửa bài tất cả rồi. Thầy có thể công bố điểm ngay lập tức vào buổi sau. Còn bạn nào muốn thử thách thêm thì thầy sẽ cho cơ hội tiếp. Còn liên quan đến bài sửa của cái buổi ngày 15 ấy thì thầy sẽ sửa ở lớp khác và các bạn theo dõi. Để chúng ta không phải nhiều thời gian đâu. Được không? Ai muốn đăng ký, muốn thử thách thêm thì đăng ký, không thì thầy sẽ công bố luôn điểm. Đấy là buổi sau. Và tại thời điểm này chúng ta đang kết thúc chương 2 nhé. Kết thúc chương 2. Và bắt đầu chuyển sang chương 3 đó. Và buổi sau chúng ta sẽ tiếp cận ở chương 3. Nếu mà không có ai có xin thử thách thêm thì sẽ tiếp cận thẳng vào chương 3. Ok không? Như vậy là kết thúc nhé. Thì kết thúc buổi học ngày hôm nay. Rồi chào cả lớp. Cảm Được ơn. quá quá giờ quá nhiều rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta cũng không có nhiều thời gian và liên quan đến các cái bài của buổi ngày 11 tháng 9 ấy, thì thầy đã sửa vừa buổi sáng thầy đã làm việc rất là kỹ với cái lớp lớp A rồi. Đó. Bây giờ chúng ta là dân kinh tế học nên là phải sử dụng hiệu quả nguồn lực. Cái nội dung đó làm rất kỹ rồi. Và tất cả bài của tất cả các bạn thì thầy đều sửa chi tiết từng bài hết. Bây giờ không có thời gian để mà triển khai nên là tập trung vào cái bài liên quan đến ngày 15 tháng 9 này này. Đó. Tuy nhiên thì có một cái câu hỏi được nêu ra của bạn Tân. Đây. Tất cả nhìn cái câu hỏi của bạn nhé. Thì cái câu hỏi này thì nó liên quan đến cái bài sửa ngày 11 tháng 9. Thì để tiếp cận với câu hỏi này thì đầu tiên thầy mời bạn Tường Vi. Vi ơi, có đó. Thầy mời bạn Tường Vi trình bày ngắn gọn và nhanh cái câu này. Tại vì là thầy buổi sáng thầy 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 vấn đáp và sửa rất kỹ liên quan đến cái các bài của ngày 11 tháng 9 rồi. Thì sẽ có một video biên tập tử tế gửi để các bạn ôn thi cho nó tốt. Đâu Tường Vi nhỉ? Dạ thầy. Được rồi đấy, âm thanh thế nào ổn đấy. Bây giờ em trình bày rõ ràng cái bài của em liên quan đến cái hôm 11 tháng 9 này này. Hôm nay là 11 tháng 9 này là kỷ niệm cái sự kiện khủng bố nổi tiếng. Hôm đấy thầy đã cho một cái bài tập để gọi như là kỷ niệm cái ngày đó, 11 tháng 9 ở Mỹ. Phân tích cái cú sốc của sự kiện 11 tháng 9 tới thị trường địa ốc nơi xảy ra khủng bố. Tuy nhiên là thời gian không có nên là các bạn coi video hướng dẫn để tham khảo các tình huống như thế.
Còn nếu mà cần thiết thì cái buổi giải đáp trước khi thi giữa kỳ á, thì thầy sẽ cho thực hành chuyện đó. Đúng ngày 11 tháng 9 thầy định cho thực hành luôn một cái bài đánh giá cú sốc của sự kiện khủng bố tới thị trường địa ốc tại nơi xảy ra khủng bố và các cái thành phố lân cận. Đó. Với cái số liệu thực của Cục Thống kê Hoa Kỳ. Nhưng mà do chúng ta cái khuôn khổ thời gian nó eo hẹp và chúng ta đã tốn thêm mấy buổi nữa ngoài kế hoạch rồi. Đầu tiên là đọc lại đề Vi nhỉ? Đấy, thầy mở lại đề cho coi. Bây giờ xử lý cái câu này trước đi. Bạn Huỳnh Hồng Thịnh, em lắng nghe nhé. Để có gì góp ý nhá Thịnh ơi. Thịnh ơi có đó không? Đâu nhỉ? Thì gọi không thấy nhỉ? Rồi, em đọc cái đề này cho nó rõ ràng đi. Dạ thưa thầy, là phần lớn cầu đối với nông sản Mỹ là từ các nước khác. Năm 1998, tổng cầu của lúa mì là Q bằng 3.200 trừ 283B. Trong số này, tổng cầu nội địa là QD bằng 1.720 trừ 107B và cung nội địa là QS bằng 1.900 cộng 207B. Giả sử cầu xuất khẩu của lúa mì giảm 42 trừ M%. Những người nông dân Mỹ quan tâm đến sự sụt giảm này của cầu xuất khẩu. Điều này sẽ xảy ra với giá lúa mì trên thị trường tự do Mỹ. Giả sử chính phủ Mỹ muốn mua một lượng lúa mì vừa đủ để tăng lên 3,5 đô la giá trên giá với sự sụt trên một giảm. Đây là đơn vị đo lường quốc tế đối với lúa mì. Bây giờ em sật mạng em sẽ biết là một dạ bằng bao nhiêu yến tạ tấn nhé. Dạ thầy. Với sự giảm của cầu xuất khẩu, chính phủ cần phải mua bao nhiêu lúa mì mỗi năm và chính phủ phải trả bao nhiêu? Chú ý Thôi được rồi. Buổi sáng thầy phân tích cái đề này rất là kỹ và thầy nói rằng là một cái câu hỏi này không phải là một câu hỏi trên trời, một câu hỏi tính toán cho vui, mà một cái câu hỏi nó rất thực tiễn với Việt Nam. Nếu mà ở Mỹ thì là lúa mì, thì ở Việt Nam đó là lúa gạo. Và nó cho thấy rằng là cái phản ứng chính sách của chính phủ nó như thế nào bằng cả đô thị. Và thầy giải thích rất kỹ câu này về tính ứng dụng của câu này trong đời sống. Là chính phủ Việt Nam cũng áp dụng chính sách này thực tế là thường xuyên. Bây giờ không có nhiều thời gian để mà thầy nói lại cái vấn đề như thế cơ. Thì cái video biên tập sẽ giải quyết chuyện đó. Bây giờ đi thẳng vào vấn đề này. Em trình bày từ trên xuống dưới đi. Đây bài làm em đấy, trình bày đi. Dạ, thưa thầy, là tổng cầu xuất khẩu giảm, cung lúa mì không đổi. Tổng cầu giảm suy ra là giá lúa mì giảm mạnh tác động với nông dân Mỹ, làm cho họ cảm thấy lo ngại. Giá cân bằng được xác định bằng cách cho QD bằng QS. Giá cân bằng lúc đầu là QD bằng QS và ta có được phương trình đó là 3.200 trừ 283B bằng 1.900 cộng 207B.
suy ra giá cân bằng B sao là bằng 2,65. Tiếp theo là sản lượng cân bằng Q bằng 1.900 cộng 207 nhân 2,65 là bằng 2.448,55. Cái này Q sao hay Q đây? Nó là một biến hay là một giá trị cụ thể đây? Vì dạ, Q sao thầy. Cân bằng ấy. Q sao. Rồi, tiếp. Dạ, hàm cầu xuất khẩu là QD bằng Q trừ QD nhỏ bằng 3.200 trừ 283B trừ 1.720 trừ 107B và suy ra là bằng 1.480 trừ 176B. Ta có phương trình đường cầu xuất khẩu sau khi giảm là 42% trừ M phần trăm mà M ở đây bằng 9. Suy ra có phương trình là 1.480 trừ 176B nhân với 100 trừ 42 trừ 9 tất cả chia cho 100 là bằng 725,2 trừ 86,24B. Thôi được rồi, bây giờ thế này này, nếu mà coi kỹ thì coi vào video đó tại chúng ta không thời gian. Bây giờ cái thông tin sống còn đối với thầy cô các bạn thì nghĩ là nó không quan trọng, nhưng đối với thầy cô thì lại quan trọng lắm đó. Ví dụ xác định giá trị M bằng 9 này. Ok không Vi? Dạ. Tại vì là có nhiều mã đề và nhiều lớp nên là cái thông tin này đối với thầy cô lại rất là quan trọng. Không có đó thì không chấm được hoặc không vô được điểm cơ. Hiểu đúng không? Dạ. Chứ không phải là một cái câu hỏi như thế. Và cái việc mà thầy cô truy xuất lại thì nó tốn nhiều thời gian lắm, nên là tốt nhất là đầu tiên phải viết rõ rành mạch đặt đề gì, câu mấy và giá trị M cho nó rõ ràng nhá. Không? Dạ. Liên quan đến việc suy giảm. Ở đây là suy giảm đối với cầu xuất khẩu thì lúc này thì có một cái phương trình đường tổng cầu mới gì à? Dạ. Phương trình đường tổng cầu mới và xác định điểm cân bằng mới thì xác định cái này của em là chính xác này, em dùng cái P sao phải đó. Trong kinh tế học thì nó rất là chuẩn xác, chỉ còn cần lệch một chút thôi là nó đã nghĩa khác ngay đó. Và lưu ý rằng là trong phần tính toán này thì phải kiểm tra lại cho cẩn thận nhé. Nếu mà tính mà kiểm tra lại chính xác nó là 1,879. Đề nó yêu cầu lấy số 4 số thập phân. Hình dung không? Còn cái phần dưới này của em là quy sao phẩy cũng chính xác. Cái chữ phẩy này là giá trị trong tình huống này. Để nó phân biệt với thằng quy sao ở trên. Đúng không? Dạ. Yeah. Và tính kiểm tra lại chính xác lại thì cái này nó sẽ là bây giờ thì lại quay lại câu hỏi của bạn Tân. Đây, bạn Tân bật mic lên em, tại vì em nêu câu hỏi. Dạ em có mặt thầy ơi. Em nêu câu hỏi nên là thầy mới cho bạn trình bày lại liên quan đến ngày 11 tháng 9 để làm rõ câu hỏi của em. Thì trong câu hỏi của em đây có nghĩa là em hỏi là như nào nhỉ? Hỏi nói lại bằng ngôn từ đi xem nào. Có nghĩa là khi mà mình tìm cái giá cân bằng đó thầy, thì mình sẽ cho QD bằng với QS. Và sau đó mình tìm cái phương trình cân bằng. Thì mình sẽ dùng cái B để mình thế vô cái một trong hai cái Q, hoặc là QD hay là QS. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ câu này thì vẫn đúng nhé. Câu này thì đúng tuyệt đối. Nhưng mà trong tình huống này thì cần phải lưu ý. Đấy là lý do vì sao mà bạn Vi tính thế sai đó. Ra kết quả sai liên quan đến cái sản lượng cân bằng mới. Và bài của rất nhiều bạn đó. Và đây cũng là cái điểm cốt tử mà trong bài thi của nhiều khóa là sai hết cả. Thì cái câu hỏi của em là tốt đấy. Một câu hỏi này là nó lợi ích cho rất nhiều người. Thì như vậy. Vi ơi. Dạ thầy. Bây giờ thầy gợi ý cho em này.
cái việc mà em dùng cái giá trị p sao ấy, em thế là hiện nay là đang thế vào đâu đấy? Đây là cái em đang tìm q sao này, em đang thế vào đây là thế vào đâu đây? Thế vào hàm cung hay hàm cầu đấy? Dạ thế vào hàm cung à. Thế hàm cung đây hả? Dạ thầy. Từ từ. Bây giờ thế lại với giá trị là 1,879 đấy xem nào. Bây giờ nha, bây giờ làm lại cho cẩn thận này. Rồi đọc đi, thầy viết cho. 1,879 đi. 879. Rồi. À, nhân một... với. Nhân với 207 gì? Dạ. À. Cộng 1900. Rồi cộng với. Rồi. Là ra 2288,953. Rồi, thì đúng như số thầy công bố. Và Tân em chú ý con số này nhé, Tân. Tân ơi. Dạ dạ. Chú ý con số này. Tuy nhiên thì có một vấn đề là từ sáng giờ thầy sửa cho rất nhiều bài của lớp mình ấy, thì là một số bạn thì thế vào cái hàm cầu. Nha, bây giờ thầy ghi lại cái số vừa nãy này. 2288,96. Quy đi là cầu. Thì có bạn thì thế vào cái hàm cầu. Tuy nhiên thì có một câu chuyện đặt ra là nhiều bạn thế vào cái hàm cầu ban đầu này này. Thế nào, thế vào cái hàm cầu ban đầu ở đây này, là hàm này này, hình dung không? Thì bây giờ thầy vấn đáp, thầy hỏi bạn Vi là bây giờ chúng ta nên thế vào hàm cầu ban đầu hay là hàm tổng cầu mới? Có hai lựa chọn mà bây giờ không thực hành thì sẽ không biết được và sẽ có vấn đề ngay. Thưa thầy, là hàm cầu ban đầu. Thế vào hàm cầu ban đầu. Hả? Dạ. Đó là lý do sai đấy. Đó là lý do vì sao bản Tân bạn thấy là thế vào hàm cầu ban đầu so với thế vào hàm cung là nó không giống nhau đó Tân ạ. Hình dung Tân? Dạ. Cái vấn đề là chúng ta đang xem xét cái điểm cân bằng mới, tức là giá và sản lượng cân bằng sau khi có sự sụt giảm về cầu. Và câu chuyện đặt ra là chúng ta phải thế vào một cái hàm tổng cầu mới, chứ không phải hàm tổng cầu ban đầu. Và nếu mà thế vào hàm tổng cầu mới á, thì sản lượng cân bằng mới thì vẫn là 2288,96. Có bắt kịp không? Bắt kịp ý không Tân ơi? Dạ kịp theo. Thì như thế là như vậy là sáng tỏ chưa? Dạ. Rồi sáng tỏ nhá. Dạ. Cái phần ở trên này thì đối với bạn Vi ấy thì thầy cho bạn bạn Diễm Quỳnh bấm mic nè em. Dạ thầy ạ. Bây giờ thứ nhất em nhìn bài bạn Vi thì em trình bày cái ưu điểm của bạn ấy xem nào. Dạ, ưu điểm của bạn đó là đầu tiên bạn có giải thích được cái phần cầu giảm thì cung lúa không đội với tổng cầu giảm thì từ đó tác động tới những phần nào ạ? Có nghĩa là thông tin này trình bày của bạn bài này tốt gì? Dạ đúng rồi ạ. Tuy nhiên cái phần tính toán thì nó chưa thành thục nên là nó có sai sót đúng không? Dạ. Tuy nhiên nhìn cái cách bản thế công thức thì cho dù là
bạn có tính toán sai đi nữa, nhưng mà nếu mà bạn tích cực trong quá trình học thì thầy cũng tìm mọi cách để khuyến khích điểm cho bạn ấy. Dạ. Hiểu không? Đấy là khi mà dạ. thầy chấm bài á. Còn những cái bạn mà không tích cực dạ. trong quá trình học thì cứ chấm đúng thôi, đúng theo đáp án thôi. Tuy nhiên dạ. đối với các bạn tích cực thì thầy chỉ cần nhìn vào công thức thôi. Có thể là trong cái lúc thi thì người ta không thể hiện được phong độ như hàng ngày, đúng không? Dạ. Thì nhìn vào công thức thì thấy cách tiếp cận của bạn thì có một ưu điểm là bạn biết cách tiếp cận vấn đề và chăm chú vào bài giảng và biết được cách xử lý vấn đề, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái sơ sót này thì phải luyện tập nhé. Nên luyện tập nhiều sẽ giảm bớt cái sự sai sót này đi. Các cái thông tin ở dưới này thì cũng đều phải tính lại hết Vi ạ. Ok không? Dạ thầy. Ừ. À, bây giờ kiểm tra coi lại cái phần buổi sáng nay thầy làm việc với lớp A để điều chỉnh lại. Tuy nhiên về cái cách tiếp cận vấn đề của em thì là thực hành được quyền sai và như vậy là cũng là đáng khen, cũng có nhiều ưu điểm. À, từ cái ký tự của em với việc phải với không phải thể hiện là em nắm vấn đề khá chắc đó. Nhiều bạn thì lẫn lộn đánh ký hiệu tùm lum hết, đâu biết là kinh tế học nó chỉ lệch một chút là nó sang nghĩa khác rồi. Thì đấy là ưu điểm trong bài đó. Cái câu câu hai thì thôi giờ cũng không có thời gian nữa cả, nên là tạm thời Vi bây giờ em phát biểu đi. Thứ nhất là dừng ở đây hay là em thử thách gì không? Dạ em thử thách tiếp ạ. Thử thách tiếp. Nếu mà thử thách tiếp thì thầy sẽ hỏi các cái câu liên quan đến phần độ co giãn bên nào. À, bên này thì có một vấn đề tương tự của em nữa là em có cách tiếp cận vấn đề và khá là chắc chắn. Tuy nhiên là cái phần thế ở đây lại một lần nữa em lại thế thế và không phải là hàm cầu mới mà là hàm cầu ban đầu ấy vậy ạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Thì có đó là một vấn đề cần phải điều chỉnh nhé. Dạ. Đó. Đây là thầy chỉ điểm tận nơi để đi thi thì nó khắc phục được đó. Và nếu mà tính chính xác thì cái này nó sẽ đằng trừ 0,48. Các bạn liên quan độ co giãn đừng làm tròn nó thái quá nhé. Tại vì độ co giãn nó chỉ còn thay đổi một tí thôi là nó sẽ tính toán về sau nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và đề người ta yêu cầu là lấy mấy số thập phân. Hả? Đây yêu cầu lấy mấy số thập phân ở Vi? Thầy là 4 số à? Ừ, phải lấy 4 số nhé. Số dạ. số bạn thì làm tròn các thứ nên là dẫn đến các về sau nó cũng thành làm tròn nó thái quá. Thì bây giờ liên quan đến cái độ co giãn của cầu theo giá này thì em nhìn vào cái kết quả này thì em nhận diện đặc điểm các nhà kinh tế họ thiết kế ra cái độ co giãn này là một phát minh cũng là đáng giá đó. Chỉ cần nhìn cái thông tin đó thôi có thể suy diễn được rất nhiều thông tin. Biết được cái đặc điểm hàng hóa, rồi biết được cái chiến lược giá như thế nào. Chiến lược tăng doanh thu thì là giảm giá hay tăng giá, phải phụ thuộc vào cái độ co giãn của hàng hóa thì mới quyết định được. Thì trong trường hợp này thì em nhìn vào cái kết quả đó thì em nhận định sao về cái hàng hóa này? Thưa thầy là hàng hóa này có độ co giãn ít à? Rất ít, thì em nhận định cái hàng hóa đấy là loại hàng hóa gì luôn? Chỉ cần nhìn vào độ co giãn người ta có thể hàm chứa được rất nhiều thông tin. Thì thầy nó là hàng thiết yếu. Ừ, hàng thiết yếu. Ví dụ. Thưa thầy là ví dụ như là kim cương à? Ừ, kim cương thì không thiết yếu đâu. Người ta sống một cuộc sống tốt đẹp mà không cần kim cương. Đúng không? Đầu... chương 2 thì nói là người ta có thể sống một cuộc sống hoàn toàn là tốt đẹp mà không cần một viên kim cương. Nhưng mà nước thì rất cần. Có đúng thế không Vi? Dạ thầy. Ờ, thế thì cái thiết yếu ở đây ấy, thì đây là chính là cái nông sản này này. Lúa mì này, lúa gạo này.
chúng ta có thể là không cần thịt cá gì hay là cái đồ gì đắt tiền cả, nhưng mà cái núi gạo mà đến cái tình thảm họa động đất hay là các chấn động hay thiên tai thì cái đó để sống còn thì cái núi gạo nó quyết định, có đúng không? Cái đấy là thiết yếu đó. Rồi em thử liệt kê cái gì thiết yếu nữa. Thưa thầy là chẳng hạn như là một bữa cơm thì mình chỉ có thể ăn 2 đến 3 chén chứ không có ăn 10 chén một lần. Ờ đúng rồi, có nghĩa là cái độ co giãn của cầu theo giá thì nó ít cái gì đúng không? Co giãn ít thì có nghĩa là sao nhỉ? Em nêu ý nghĩa của con số này, ý nghĩa nó là gì? Ý nghĩa. Ý nghĩa. Ý nghĩa của âm 0,4824. Này đó là nó sẽ co giãn ít. Gợi ý này, gợi ý. Giá tăng 1% thì lượng cầu tăng hay giảm, và tăng giảm bao nhiêu phần trăm? Thế thầy là giá tăng 1% thì lượng cầu tăng 0,5%. Lượng cầu tăng luôn hả? Cẩn thận nha. Thầy, thưa thầy là giảm hả? Nói lại từ đầu. Thưa thầy là khi giá 1% thì lượng cầu giảm 3%. Giảm 0,5% rồi. Ừ, làm tròn. Như vậy là trong trường hợp này thì chiến lược tăng doanh thu là tăng giá hay giảm giá? Thưa thầy là tăng giá. Ừ, tăng giá. Giải thích vì sao? Thưa thầy, bởi vì khi mình tăng giá lên là mình có thể tăng được tiền, nhưng mà lượng cầu thì nó sẽ giảm một phần ít thôi. Ừ. Rồi. Khi mà tăng giá lên thì lượng cầu giảm, nhưng mà giảm ít hơn so với phần tăng giá đó, nên là cái tích nhân vào nhau là doanh thu thì nó vẫn tăng cái gì? Dạ. Ờ, đúng rồi, chính xác. Rồi, tốt đó. Thôi được rồi. Trường hợp của em thì về báo cáo lại là sau khi sửa đổi các nội dung này thì bài có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên cái phần chính tính toán thì thực hành thì đây là cũng là một cái trải nghiệm có giá trị để khi đi thi đó. Đúng không? Đúng thế không? Dạ. Ừ. Thì sau khi báo cáo xong ấy thì báo cáo ghi là dưới ghi là thầy Mạnh đánh giá là trường hợp của em thì 2,5, tức là trên cả tích cực và rất tốt đó. Gần tuyệt đối đó, Vi ạ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Ừ, rồi, các cái bạn khác thì thầy đã sửa hết rồi nhé. Thầy sẽ up lên cho các bạn coi và công bố luôn một cái mức điểm. Còn bạn nào mà muốn xin thử thách thì đăng ký trên Facebook để có gì thầy bố trí. Còn bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề liên quan đến ngày 15 tháng 9. Liên quan đến ngày 15 tháng 9 thì đây. Dạ thầy ơi, cho bạn Thịnh vô lại với ạ, bạn sửa mất được rồi hay sao ạ? Ờ, rồi được rồi, ok. Thứ nhất là cái câu hỏi của bạn Tân á, là một câu hỏi tốt và thể hiện bạn ấy có sự ham học hỏi đây. Và thông qua câu hỏi đó thì thầy cũng giải đáp được cho nhiều người được hưởng lợi từ câu này. Nên là nguyên cái câu này thôi thì thầy cũng đánh giá bạn ấy ở mức tích cực và rất tốt cái đã. Nhá. Về báo cáo lại cái nội dung theo mẫu nha Tân. Dạ, yeah. Cảm ơn thầy. Ừ, rồi. Bây giờ thì liên quan đến cái ngày 15 tháng 9 ấy thì bài bạn Tân bạn cũng gửi đầu tiên đây này. Và bạn cũng là người được chọn đây này.
Bây giờ cho bạn Tân bạn trình bày đi. Đầu tiên là đọc cái đề nhỉ? Có đề sẵn ở đó không Tân? À, dạ có thì. Ừ, rồi. À, đọc cái đề trước đi. Dạ, để em bật đề lên cái. À, giả sử đường cầu cho một sản phẩm được cho là Q bằng 12 cộng M trừ 2B cộng BS. Đây. Rồi tiếp. Trong đó B là giá của sản phẩm và BS là giá của một mặt hàng thay thế. Ừ, rồi tiếp. Giá của mặt hàng thay thế là $2. Giả đây. Sử giả sử B bằng $1.5. Độ co giãn của cầu theo giá là bao nhiêu? Sản phẩm này là hàng hóa xa xỉ hay thiết yếu? Vì sao? Độ co giãn chéo của cầu là bao nhiêu? Hay hàng hóa này là bổ sung thay thế hay không liên quan? Vì sao? Rồi xong cái đề đó thầy. Giờ trình bày chị. Cái phần bài của em đầu tiên là đầu tiên là xác định giá trị M này bằng 7 này là quan trọng này nha. Quan trọng số 1 này. Rồi, và ghi rõ là đề 1 này. Hình dung không? Đầu tiên là khi B sao bằng $1.5 và BS bằng $2 thì Q sao được xác định bằng. Là em nghĩ là cái phần mới vô là phải ghi vậy mới đủ đó thầy. Ừ. Có nghĩa là với đúng không? Dạ dạ, với cái số liệu người ta đã cho thì cái quy sao với thì bắt đầu mới trình bày rõ ràng ra. Rồi rồi, nói đi. Dạ. Thì bằng 18. Ừ, đây 18. Dạ. Sau đó là phải ghi là độ co giãn của cầu theo giá. Đây. Dạ, EBD. EDB bằng ghi công thức ra. Sau đó là thế số giờ là 1.5 chia cho 18 nhân cho trừ 2. Ừ rồi đó. Bằng 1. Và lưu ý là đề nó người ta yêu cầu là như nào? Lấy bốn số thập phân nên là chính xác nó phải là như thầy đang viết số đỏ đấy thấy không? Dạ dạ. Ừ. Còn em thì lấy ba số nhưng thực ra là dường người ta yêu cầu lấy bốn số thập phân cơ. Dạ. Ừ, và phải thế thiết đàng hoàng vào nhé chứ không phải là cứ ghi đáp án như vậy đó nhé. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi tiếp. Em lấy trị tuyệt đối của EDB thì nó trong khoảng là lớn hơn 0 nhưng mà bé hơn 1. Ừ. Đây là hàng hóa thiết yếu vì EDB dao động từ 0 đến 1. Trong khoảng từ 0 đến 1. Ừ. Tiếp. Cái đó em ghi thiếu phần giải thích đó thầy, đáng lẽ là phải thêm phần giải thích nữa. Ừ, giải thích nữa. Dạ, khi thu nhập tăng 1% thì lượng cầu cũng tăng lên 0,116 và 117%. Đây là hàng hóa thiết yếu. Nói lại thầy nghe, thầy đang nghe từng từ một đấy. Dạ, khi thu nhập. Cái em đang nói là nêu ý nghĩa đó. Nêu ý nghĩa của con số này này. Dạ. Ừ, nêu ý nghĩa xem nào. Thầy là khi thu nhập tăng lên 1% thì lượng cầu thu nhập à cái này là độ co giãn của cầu theo giá mà thu nhập gì? Khi giá tăng lên 1%. Ừ, chính xác. Kinh tế học không thể nào mà vội vàng được nhá. Yeah. Giá tăng 1% sao thì lượng cầu cũng tăng 0,116%. Giá tăng thì sao lượng cầu tăng được? Vì đây là hàng Không, nhưng thầy đang nói giá tăng thì sao lượng cầu tăng được? Cẩn thận, không nhầm chỗ đó. Chú ý số âm này nhé, số âm này.
Bây giờ giá tăng 1% đúng không? Dạ. Yeah. Thì lượng cầu tăng hay giảm? Lượng cầu giảm ít hơn 1%. Ừ, ít hơn 1%, nó phải giảm chứ sao tăng được đúng không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi, và cụ thể là giảm ở đây là bao nhiêu đây? 0.1667%. Dạ. Yeah. Đúng rồi, chính xác đó. Có nghĩa là giá tăng 1% nhưng mà cái nhu cầu tiêu dùng đối với hàng hóa đó thì giảm, nhưng mà giảm rất ít đúng không? Dạ. Yeah. Nó gọi co giãn ít là lý do đấy đấy. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là tới cái phần độ co giãn chéo của cầu. Ừ. Đầu tiên là ghi công thức, sau đó thấy số. Em thấy nhầm thầy, cái đó đáng lẽ là 2 chia cho 18 nhân cho 1 bằng. Rồi đọc 7... đi, đọc đi. Nào, 2 chia cho 18. Rồi, nhân với cái gì? Nhân cho 1. À, 1 này là 1 ở đâu ra đấy? À, em tính theo BS. 1 là cái cụm này đúng không? Đúng không? Em không thấy thì... Và nó chính là đạo hàm của hàm QD theo biến PS, nó là thành ra 1 đấy. Dạ. Yeah. Ờ, rồi đó. Tại vì thầy không tô thế thì nhiều bạn đang không biết là nó là ở đâu ra. Đúng không? Dạ. Yeah. Rồi được rồi. Và tính chính xác ra thì nó thành 0.1111 đây này. Đấy, 4 số thập phân mà đúng không? Dạ. Yeah. Đấy. Chính xác là ra cái đó đó. Thì bây giờ em cũng thể dừng ở đây. Giờ thầy công bố luôn cho em cái vừa nãy là liên quan đến ngày 11 tháng 9, tách biệt với cái nội dung ngày 15 tháng 9 này. Hai cái tách biệt nhau. Bây giờ đang là nội dung khác. Thì bây giờ cái nội dung này bây giờ em dừng lại thì thầy cũng công bố luôn cho một mức điểm. Hay là như thế nào thì nói. Em muốn thử thách nữa thầy. Thử thách thêm. Yeah. Thế thì như vậy. Em nhìn vào cái độ con rắn chéo của cầu như thế thì em có thể kết luận thế nào về hai hàng hóa này? Thầy, con số này. Thưa thầy là cái độ co giãn chéo của cầu nó lớn hơn không? Suy ra đây là cái hàng hóa thay thế. Hóa thay thế? Vì sao? Thưa thầy là khi giá hàng hóa ít tăng lên phần trăm thì cái lượng cầu của hàng hóa y cũng tăng lên. À, rồi. Thế bây giờ nói để cho nó dễ hiểu này. Bây giờ chúng ta đang nghiên cứu cái gọi là cái hàm cầu này của một cái sản phẩm mà đề nó cho là một cái sản phẩm bất kỳ nào đó đúng không? Dạ. Yeah. Thì bây giờ em cho một cái ví dụ đi. Bây giờ ví dụ như là thịt gà đi được không? Dạ yeah, được. Thế bây giờ chúng ta đang xem xét là hàm cầu đối với thịt gà đó. Thịt gà. Yeah. Thì cái PS này thì bây giờ nó là thay thế thì nó phải là cái thứ gì? Thịt chẳng hạn thầy. Hả? Thịt gà thì chia ra loại gà riêng hay là sao thầy? Ý thầy là chung hay gì? Thịt gà là cái từ chung hay là trong đó đúng rồi, thầy đang là... bây giờ đề nó ghi là giả sử đường cầu của một sản phẩm được cho là Q bằng 12 cộng M trừ 2P cộng PS. Đúng không? Yeah. Thì giờ thầy làm cho chi tiết hơn là giả sử đường cầu của thịt gà là Q bằng 12 cộng M trừ 2P cộng PS. Được không? Yeah. Ừ. Thì cái PS này lúc này là em vừa nhìn vào con số 0.1111 này thì em nói là hàng hóa thay thế đối với thịt gà gì? Yeah. Ừ. Thì vấn đề là bây giờ đối với hàng hóa thay thế trong trường hợp này thì nó phải là những cái loại thịt gì? Thầy là thịt vịt, thịt các loại thịt khác. Dạ, đúng không? Các loại thịt khác. Người ta lấy xu hướng sử dụng các cái sản phẩm thay thế như vậy. Và trong cái từ tình huống này thì em giải thích là khi mà giá của thịt gà mà tăng lên gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Giá của thịt gà mà tăng lên thì nó ảnh hưởng cái đến cái gì của thịt vịt hay là thịt heo hay vân vân. Cái lượng cầu của các loại thịt khác. À, lượng cầu đối với các cái loại thịt khác. Và ảnh hưởng này là ảnh hưởng làm cho lượng cầu của các cái loại thịt khác là tăng hay giảm? Thế thầy là tăng lên. À, tăng lên. Chính vì tăng lên mà đây giá trị này mới là dương đây này. Hình dung không? Dạ. Yeah. Thì mới là 0.1111 này. Em vừa nói là nó dương nên là nó mới là thay thế. Còn nếu nó âm thì sao?
Thì nếu mà là số âm thì nó là hàng hóa bổ sung. Hàng hóa bổ sung. Rồi. Ví dụ như là nếu mà chúng ta đang nghiên cứu giá ô tô thì sao? Thì bổ sung với ô tô là cái món gì? Đó là giá xăng. Giá xăng, ở chính xác. Đó, đi vào cụ thể thì tư duy thì nó rất là dễ hiểu và rõ ràng như vậy, chứ không có gì là phức tạp đây cả. Được rồi. Cái trường hợp này thì về báo cáo lại là bài làm của em thì có nhiều ưu điểm, tính toán nhìn công thức thì là tốt đó, tiếp cận vấn đề đó, và có sau thêm thêm cái phần thử thách nữa thì thầy có thêm căn cứ để xem xét thêm. Thì trường hợp này ghi ở dưới là báo cáo lại đầy đủ, sau đó ghi là thầy Mạnh đánh giá tuyệt đối 3 sao Dạ, em cảm ơn thầy. nhé. Dạ. Rồi bây giờ liên quan đến cái câu số 2 thì ở đây thì thầy mời bạn thầy thấy bài của bạn bạn Thùy Trang bài tốt á. Nhưng mà để trình bày các cái câu tiếp theo cái đã. Đầu tiên là thầy mời bạn Thành nhỉ, Trần Văn Thành. Dạ em nghe thầy ạ. Để thầy góp ý cho bạn Thành cái đấy. Chúng ta thực hành nên là trong quá trình làm thì có sai sót thì cũng không sao. Dạ. Ừ. Dạ là bài 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 1 hay là bài 2 thầy? Ừ, cứ bài một đã, từ đấy Dạ. giờ nghe bạn Tân bạn trình bày rồi thì em tự sửa cho em Dạ. trước đi, xem là thầy kiểm tra xem Dạ là thưa em có thầy nỗ lực lấp đầy lỗ hổng với cả cái chăm chú hay không. Cái đó là Dạ. quan trọng, chứ còn thực hành thì có thể lúc đầu thì sai thì không sao. Dạ. Cái quan điểm đánh giá của thầy nó đặc biệt như vậy. Dạ thưa thầy là cái bài số 1 thì em làm sai hơi bị nhiều quá thầy. Ừ, thì bây giờ cho thầy cơ hội tự sửa đi, sửa được thì là thành công đó, thành công của em và cũng là thành công của người đi giảng như thầy. Thưa thầy là em tóm tắt đề bài là ở đây người ta cho đường cầu Không, không trường bây giờ nào. không cần tóm tắt, bạn trình bày chi tiết rồi, bây giờ muốn sửa cái gì thì nói rõ, Dạ. tập trung vào phần sửa thôi. Dạ Biết thưa thầy là là cái kết em luận không sửa thầy? ở cái độ co Bây giờ giãn muốn của sửa đường khúc cầu nào chứ. thì chỉ vào phần đó thì thầy sẽ sửa theo ý em. Dạ. Dạ em sửa lại cái độ co giãn của đường cầu theo giá thầy. Độ co giãn của cầu theo giá nhé, còn đường cầu này khác rồi nha, cẩn Dạ. thận nhá, kinh Dạ. tế học nó chính xác chứ không phải là thích nói gì nói đâu. Dạ. Ừ, kinh tế học chỉ cần nói sai một cái thôi là sai hết về mặt bản chất. Dạ. Ừ, Cái nên là không y không thể nào nói bừa bãi được. Dạ. Bây giờ cái của em là viết đúng rồi đó, không cần sửa gì nữa. Độ co giãn của cầu theo giá là tốt rồi. Dạ Xuống thầy dưới là có sửa ở gì không? cái công thức thì em sửa lại thầy. Ừ, sửa nào. Dạ thầy là IDB nó sẽ bằng là B chia Q nhân cho delta Q chia cho delta B. Ừ, cái này phải nhân đúng không? Dạ. Và Nó đây cũng là P sao và Q sao, một giá trị cụ thể chứ không phải biến. Đúng không? Dạ. Cái này là khi mà thay thế vào hàm cầu thì nó thành Q sao chứ không còn là QD nữa. Hình dung không? Dạ. Dạ. Rồi. Dạ thầy là em sửa số 2 ở trên tử thành số 1,5 chia cho 18 ạ. Ừ, chỗ này đang ngập ngừng đây. Lúc thì Dạ. viết thế này thế kia. Dạ thầy là Rồi, ra kết tiếp. quả là âm 0,1667 ạ. Âm 1, 6, 6, 7 người ta yêu cầu lấy 4 số thập phân mà đúng Dạ. không? Ừ. Và cái số 2 này một lần nữa thì có những bạn còn chưa nắm vấn đề thì cái âm 2 này lấy đâu ra đấy? Dạ thầy là cái âm 2 này thì là dạ thầy là đạo hàm ạ.
Đạo hàm của hàm QD theo biến Dạ biến thầy gì? là theo biến B à? À nó chính là đây này. Đúng không? Dạ. Ừ đó. Rồi tiếp. Dạ thưa thầy là em kết luận là trị tuyệt đối IDB nó bé hơn 1 và suy ra nó là hàng thiết yếu ạ. Ừ, thiết yếu. Dạ. Muối phải thiết yếu không? Dạ thầy là phải ạ. Ừ, nếu mà giá muối tăng lên thì người ta có tiêu dùng muối gấp 10 lần không? Giá muối giảm gấp 10 lần thì người ta có tăng sử dụng muối gấp 10 lần không? Dạ thầy không ạ. Ừ. Tức là đồ có giá với giá rất thấp đúng không? Dạ. Giá tăng hay giá giảm thì người ta chỉ tiêu dùng ở mức độ vừa phải muối thôi chứ không ai Dạ dạ mà đúng tiêu rồi dùng ạ. thái quá hoặc là không tiêu dùng thì lại nguy hiểm. Chứ Dạ. muối thì nguy hiểm lắm. Dạ. Đúng đấy không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Dạ Còn thầy là cái phần dưới này thì sao? Sửa tiếp đi Dạ xem nào. thầy là tiếp theo là cái độ co giãn chéo của cầu đó thầy. Ừ. Dạ Còn muốn sửa gì thì nói. cái phần công thức thì em thế số vô thì nó bị sai thầy. Ừ, thế như nào? Bây giờ sửa đi. Dạ thưa thầy là cái XY thì nó sẽ bằng phần trăm của delta DX chia cho phần trăm của delta BY. Em thế số vô là sẽ là 1 nhân cho 2 chia cho 18 ạ. Và em ra được kết Đây là quả là 2 chia cho 18 gì? Dạ. Rồi bao nhiêu? Do thầy là em ra được kết quả là 0,1111 ạ. Ừ, rồi được rồi. Và lưu ý rằng là một số bạn còn chưa biết là số 1 ở đâu ra này. Số 1 chính là cụm này này. Và nó chính là cái gì đấy? Để thầy lấy mấy màu khác cho người ta dễ thấy cái. Dạ thưa thầy, đó chính là đạo hàm của hàm cấp 1 theo BS đó thầy. À, nó chính là đây. Đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ. Và từ đó thì em suy ra được cái Y nó lớn hơn 0 và mình biết được nó là cái hàng hóa thay thế đó thầy. Đồ có giãn chéo của cầu dương đúng không? Dạ. Ừ, thì hàng hóa thay thế. Và cái chỗ này có cần sửa gì không? Dạ thưa thầy là cái chỗ đó em nghĩ là bỏ. Bỏ à? Dạ. Nên nội dung tốt sao bỏ? Sửa sao cho đúng? Dạ thưa thầy là khi mà cái B nó tăng thì cái Q nó cũng tăng à. Ờ, bạn Thành bạn đang nói là nên cái sửa cái phần PI á thành PS ấy thì đúng rồi. Thì đây đây đang dùng cái công thức tổng quát đối với hai hàng hóa XY. Thì ở đây cụ thể là hàng hóa PI lúc này nó chính là PS đó. Bạn Thành bạn ấy góp ý cái đấy thì cũng đúng tốt. Cụ thể trong trường hợp này nó chính là PS. PS đây. Vừa nãy em nói cái gì nhỉ? Nói lại xem nào, thì nghe nào. Bây giờ cái này sửa thế nào để cho đúng trong cái cụm này đây? Thứ nhất là bây giờ để gợi ý này. Em biết cái này là ý nghĩa là như thế nào? Em biết cái này là ý nghĩa thế nào đấy? Cái đấy là cái gì đấy? Có bắt kịp không? Có thể là cái phần Cái này là ý nghĩa là cái gì đấy?
Ở đây thì thầy đọc được rồi, cái cụm bên cạnh thì thầy đọc được rồi, nhưng mà cái cụm trước đó thì thầy không không đọc được nó là cái gì đấy. Do hay là cái B. Ở đây em biết là thầy là D chứ phải P đâu đúng không? Bây giờ sửa sao? Do hay là sửa thành B ạ. B nhá, chính xác nhá, BS. Thì bắt đầu ở đây có thông tin PS đây rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chứ còn DS thì nó chả có ý nghĩa gì cả, nó cũng không phải là QS. Nếu mà QS thì nó là lượng cung rồi. Còn QD là lượng cầu. Các ký hiệu thuật ngữ nó phải chính xác như thế chứ không phải chuyện đơn giản đâu nhá. Và Dựa vào cái đó thì em phần suy ra được là giải thích liên quan hàng hóa thay thế sẽ là rất tốt đó. Tức là khi mà PS tăng lên thì khi mà hàng thì hóa thay dẫn thế đến tăng lên thì cầu của hàng hóa thì nó cũng tăng lên thôi. cầu hàng hóa đang xem xét đó, đúng không? Thì nó tăng lên thì nó là hàng hóa thay thế. Thì việc giải thích này là cần thiết nhé, chứ không phải bỏ đi, hiểu không? Rồi. Rồi bây giờ em cũng có thể dừng ở đấy. Và thầy công bố luôn cho kết quả hay là như thế nào thì trình bày. Dạ thầy cho em thử hát tiếp đi ạ. Thử thách tiếp. Thì bây giờ nếu mà cái giá trị độ co giãn chéo của cầu ấy mà nó bằng không thì sao? Dạ thầy, nếu độ co giãn chéo của cầu bằng 0. Thì hai hàng hóa XY này thì như nào? Dạ thầy đợi em xíu thầy. Dạ Cái này thầy là liên quan đến cái bài gọi cái là cái xây dựng bản đồ mind map về độ co giãn. Dạ thưa thầy thì nếu như mà nó bằng không thì hai hàng hóa này nó sẽ không liên quan với nhau ạ. Hai hàng hóa không liên quan. Vì sao? Dạ thầy thì tại vì là trong cái trường hợp nếu như mà cái BS nó tăng thì mình suy ra được là cái quy nó không đổi rồi. Tức là hàng hóa P hàng hóa PS mà tăng lên thì lượng cầu đối với hàng hóa kia không đổi đúng không? Hoặc là tăng giảm hay gì thì cũng không quan tâm. Lượng cầu đối với hàng hóa kia thì cũng không thay đổi gì, đúng không? Như vậy gì? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Bây giờ em nhìn vào con số này em nêu ý nghĩa xem nào. Đây con đây này, số này này. Đấy, vậy thầy vừa tô vàng đấy. Nêu ý nghĩa. Chứ không phải là tính được như thế là xong nhé, phải hiểu cái con số đó. Ý nghĩa. Số số 0,111 hả thầy? Đúng rồi. Dạ thầy là con số 0,111 này là con nó là số dương nó lớn hơn 0. Nhưng mà ý nghĩa nếu mà vừa nãy liên quan đến độ co giãn của cầu theo giá thì bạn Tân bạn giải thích này, ý nghĩa này, khi mà giá tăng lên 1% chúng ta đang nghiên cứu ở mức độ là định lượng, tức là đo đếm được đó. Giá tăng lên 1% thì cho biết lượng cầu đối với hàng hóa đó tăng hay giảm và tăng giảm bao nhiêu phần trăm. Dạ thưa thầy là nếu như mà cái B đó tăng lên 1% thì cái QD đó nó sẽ giảm 0,1667 ạ. Thì đúng rồi, vừa nãy bạn Tân bạn giải thích cái đó rồi, nhưng mà bây giờ thầy đang liên quan tương tự như thế giải thích ý nghĩa của cái con số này. 0,1111 này. Ý nghĩa là gì? Bây giờ thầy gợi ý này. Khi mà giá của cái hàng hóa PS này mà tăng 1% thì lượng cầu đối với cái hàng hóa mà chúng ta đang xem xét này này nhá. Lượng cầu của cái đây này, cái phương trình đường cầu của cái hàng hóa ta đang xem xét này. Thì thứ nhất nó tăng hay giảm và tăng giảm bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa thầy là nó tăng
À, nó tăng, rồi chính xác. Tại vì nó dương đúng không? Dạ. Và nó tăng bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa thầy là nó tăng 1% ạ. Ừ, không. Đây có cái này nó thấp rồi, nó chỉ 0,1111% thôi. Vậy là nó tăng ít đúng không thầy? Ừ, ít. Dạ. Rồi. Rồi, được rồi. Thế còn cái trường hợp nếu mà cái giá trị liên quan đến con số vừa nãy tính được là âm 0,1167 đúng không? Dạ. Là độ co giãn của cầu theo giá là âm. Dạ. Thế thì giả sử nó mà cái giá trị đó, trị tuyệt đối mà nó lớn hơn 1 thì sao? Ví dụ nó bằng bằng âm 2 thì sao? Giải thích con số âm 2. Nếu mà bằng âm 2 thì sao? Dạ thưa thầy, nếu mà nó bằng âm 2 thì nêu ý nghĩa trước. Tới em hơi bị rối thầy ơi. Hơi bị rối. Thầy đang truy xuất kiến thức của em liên tục để xem là vấn đề thành thạo đến đâu để mà có động lực mà tiếp tục bổ sung hoàn thiện nhé. Bây giờ để cho đỡ rối thì giờ thầy gợi ý này. Khi mà giá tăng lên 1% thì lượng cầu đối với hàng hóa đó tăng hay giảm, và tăng giảm bao nhiêu phần trăm? Dạ thầy, khi mà nó tăng lên 1% thì cái cái gì tăng 1% phải nói về chính xác, kinh tế học phải rất chính xác. Cái này này. Dạ thầy, là khi cái sản phẩm tăng lên 1%. Không, giá, giá sản phẩm tăng lên 1%. Ừ. Thì cầu. Không phải, phải chính xác. Cầu khác mà lượng cầu khác mà phương trình đường cầu khác. Nó phải rất là cẩn thận ấy, về mặt ngôn ngữ khi mà trình bày các vấn đề liên quan kinh tế học ấy, chứ không phải là chém gió viết vài trang mà có điểm đâu. Dạ thầy, khi mà giá tăng lên 1% thì cái lượng cầu nó sẽ tăng hay giảm? Dạ thầy, nó sẽ tăng. Tăng là được. Luật cầu làm gì có chuyện tăng giá mà tăng lượng cầu. Và giảm. Ừ, giảm. Giảm bao nhiêu phần trăm? Dạ thầy, là giảm 0,1667%. Không, thay đổi rồi. Bây giờ lúc này thành âm 2 rồi. Thay đổi thành âm 2 rồi. Dạ thầy, là 2. Ờ, giảm 2% đúng không? Dạ. Ờ, và trường hợp này gọi là co giãn nhiều hay ít? Hay là co giãn đơn vị đấy? Dạ thưa thầy là dạ thầy, trường hợp này gọi là co giãn nhiều ạ. À? À, co giãn nhiều. Thì em thử liệt kê những hàng hóa nào trong đời sống của mình mà co giãn nhiều. Để liên hệ thực tế luôn. Học đi đôi với hành và phải rất là bám sát thực tế chứ không phải học chuyện trên trời. Dạ thầy, ví những dụ hàng hóa nào theo em co giãn nhiều? Ví dụ như là xe ô tô ạ. À? Em mới qua quan tâm các hàng hóa em tiêu dùng, gia đình tiêu dùng hàng ngày. Thấy những hàng hóa nào mà khi mà giá nó tăng lên một phát là tự nhiên mình phản ứng rất là mạnh tới tới cái việc tăng hay giảm giá của nó. Nó là co giãn nhiều đấy, hình dung không? Dạ. Ừ, co giãn nhiều là hiểu theo nghĩa là khi mà giá tăng hay giảm thì người tiêu dùng phản ứng rất là nhạy cảm. Dạ. Đối với giá thì gọi là co giãn nhiều đấy. Thì theo em là những hàng hóa nào mà khi mà tăng giá phát là người ta giảm tiêu dùng hàng hóa đấy rất là nhiều, hoặc là khi mà ta giảm giá thì người ta tiêu dùng hàng hóa đấy rất là nhiều, ví dụ thế. Dạ thầy, ví dụ như là gạo, xe ô tô hay là vàng ạ. Ừ, thế cẩn thận, gạo thì khác ở nhà. Gạo thì không không ấy được đâu. Gạo thì cũng không có giãn nhiều đâu. Tính về mặt tổng thể đó. Thầy như là vàng. Ừ, gạo thì
thì người ta chỉ tiêu dùng một ngày chỉ ăn tần đấy bữa, và mỗi bữa chỉ ăn mấy bát thì thấy đâu ăn gấp 10 lần được. Vàng hả? Vàng thì nó cũng là cái gọi là xa xỉ đó, giống như kim cương ấy. Người ta có thể cũng không cần vàng, không cần kim cương, nhưng mà nếu mà giá nó mà giảm thì người ta phản ứng cũng nhạy cảm nhiều hơn, đúng không? Người ta có thể đeo một ngón, đeo một nhẫn vàng, người ta có thể đeo cả 10 ngón cũng được, sao đâu, đúng không? Hoặc là cụ thể thêm những cái thứ gì nữa? Chẳng hạn như là ô tô. Ô tô thì cũng được nhưng không rõ lắm, vì nước hoa chẳng hạn, à, đó, đấy là cái thứ xa xỉ cũng không cần thiết lắm. Hoặc là các cái đồ mà cùng là thực phẩm nhưng có những đồ rất là đắt tiền đấy, hiểu không? Rất là đắt tiền. Thì khi mà giá mà họ điều chỉnh thì nó phản ứng cũng khá khá nhạy. Đặc biệt khi tăng giá thì người ta có thể dừng luôn tiêu dùng cái hàng hóa đó, đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi, được rồi, trường hợp này thì thông qua vấn đáp thì có cố gắng và có cái nỗ lực trong quá trình thực hành, thì có những cái vấn đề cái này của em là đang ngập ngừng trong khi lúc làm bài, thì đây là dịp để hoàn thiện lại vấn đề. Còn cách tiếp cận được các công thức này thì thầy nghĩ là cũng là ưu điểm của em đó. Đây này, các cái nội dung này là ưu điểm. Thì trong trường hợp này em về em báo cáo lại là trường hợp của cái bài của em ấy thì có một hạn chế là chỉ làm được một bài thôi, cái đúng không? Đấy là cái nhược điểm đó. Như các bạn khác người ta làm được hai bài, em làm được có một bài. Bài số 2 thì giờ em coi lại em mới suy nghĩ rồi em mới làm ra được này. Rồi, có nghĩa là cái động lực để mà coi về nhà, nhưng mà trước buổi học thì cũng chưa chuẩn bị kỹ, đúng không? Thì cái trường hợp này của em thì về báo cáo lại nội dung sau khi thầy góp ý ấy, rồi ghi là thầy Mạnh đánh giá mức độ tích cực và tốt nhé. Rồi, được rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Bây giờ để thầy tạo cơ hội khuyến khích điểm cho các bạn này nhé. Còn nội dung thì như vậy là cũng tương đối rồi đó. Thầy mời bạn Lan Quyên nhỉ? Dạ em chào thầy ạ. Cái bài của em thì cái bài của em thì là chính xác đó Quyên ạ. Cả hai câu. Và liên quan đến hàng hóa thay thế thì em có giải thích rõ ràng. Và chính xác cả hai câu. Thì bây giờ em có thể dừng ở đây và thầy công bố luôn cho một mức điểm hay thế nào thì trình bày nhé, rõ ràng nhé Quyên. Em muốn thử thách thêm ạ. Thử thách thêm. Thế bây giờ liên quan đến cái trường hợp này. Đấy, thầy mở cái bài của em lên. Đây. Rồi. Bài số 1 đúng không ạ? Cả hai bài thì thầy cũng không bàn thêm, không cần em trình bày gì nữa tại vì là nó tốt rồi nhé. Bây giờ thầy đang xem xét là em đề xuất thử thách thêm, thì bây giờ sẽ có những cái câu hỏi để cho em thôi. Đầu tiên là liên quan đến cái độ co giãn của cầu theo thu nhập, ký hiệu là gì Quyên? Câu hỏi là EDI ạ. EDI, E là income đấy gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đối với độ co giãn của cầu theo thu nhập thì có các khả năng gì? Thưa thầy, đó là nó lớn hơn một, và À lớn hơn 1. trường hợp thứ nhất là lớn hơn một, trường hợp thứ hai là không, lớn hơn không, nhỏ hơn một, và trường hợp thứ ba đó là nhỏ hơn không ạ.
Và trường hợp Đúng không? mà lớn hơn một thì chúng ta xét đó là hàng hóa xa xỉ. Còn trường hợp mà từ không đến lớn hơn không nhỏ hơn một đó là hàng hóa thiết yếu, và trường hợp còn lại là thấp hơn không là hàng hóa, loại hàng hóa thấp cấp ạ. Đây, cấp thấp. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi. Thế bây giờ giải thích vì sao cái này nó này còn là xa xỉ. Và cách tiếp cận khi giải thích phải nêu ý nghĩa của độ co giãn của cầu theo thu nhập. Và khi mà nó lớn hơn 1 thì vì sao nó là xa xỉ và cho ví dụ thực tế. Thưa thầy là bởi vì nó khi mà nhu cầu nhu cầu của người dân thay đổi thì từ từ dừng lại từ từ, cái gì phải từ từ. Nêu ý nghĩa của cái độ co giãn của cầu theo thu nhập, ý nghĩa của nó cho biết chuyện gì? Thưa thầy là nó cho biết là cái khi mà cái lượng nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu của người tiêu dùng nó thay đổi thì nó dẫn đến là thu nhập của cái loại hàng hóa đó cũng thay đổi ạ. Không, ngược rồi đó. Đây là đang đánh giá tác động của income lên lên demand đó, lên cái nhu cầu ấy. Tác động của y này lên d này, chứ không phải là vừa nãy em nói là từ d lên tác động đến y nhá. Rồi thầy đang chỉnh lại cho đó, rồi suy nghĩ lại xem nào, trình bày lại. Dạ thưa thầy là nó cho biết là khi mà thu nhập của người dân thay đổi thì nó sẽ dẫn đến là nhu cầu của người dân cũng thay đổi theo ạ. Cái gì thay đổi? Thưa thầy là thu nhập của người dân thay đổi ạ. Thay đổi thì nó cũng rất là chung chung, bây giờ cụ thể tăng lên sao? Thưa thầy, với khi là, thu nhập của người trong dân trường hợp xa xỉ này như nào? Nếu mà thu nhập của người dân tăng lên, dạ, Y thì tăng lên thì D cũng tăng lên ạ. QD tăng lên. Dạ. Tăng lên. Và tăng với một cái tỷ lệ như thế nào? Thưa thầy là nó tăng lên với cái tỷ lệ là so với phần tăng của thu nhập thì với phần tăng của QD này thì như thế nào? Nó sẽ lớn. Lớn hơn đúng không? Dạ. Cho ví dụ thực tế. Thưa thầy là khi mà cái thu nhập của người dân tăng lên thì cái người dân sẽ mua những loại xe hơi đắt tiền hơn. Không phải ai cũng mua, nhưng mà vấn đề là như thế này này, thì mình sẽ thấy rất là rõ này. Nếu mà người lao động với cái mức thu nhập thấp ấy, trong thấp, đúng không? Thì đối với cái hàng mà xa xỉ. Xa xỉ thì là một cái thuật ngữ gồm rất nhiều loại hàng hóa, ví dụ đồ hiệu hay gì đó, đúng không? Ví dụ cùng đôi giày thì có thể là có những đôi giày chỉ có vài chục ngàn đến 100 ngàn hay 200 ngàn gì đó thôi, đúng không? Nhưng mà cũng có đôi giày hiệu của ta 5-7 triệu, chục triệu cơ, đúng không? Cùng là chức năng là đôi giày, đúng thế không? Thì trong trường hợp này các đôi giày kiểu như thế là xa xỉ đó. Thì khi mà họ ví dụ bất thình lình họ trúng vé số thì sao? Thứ hai là tức là đây đang có cái chuyện là y tăng lên cách đột ngột đây này. Thứ hai là họ sẽ dùng số nhiều tiền hơn để mua giày đắt tiền và hàng hiệu hơn ạ. Thay vì đi các cái đôi giày rẻ tiền nó không êm ái thì người ta sẽ chọn cái đôi giày nó êm ái hàng hiệu, đúng không? Đó, và lúc này cái việc tăng tiêu dùng đối với các cái đồ xa xỉ như vậy á thì là nó là một cái phản ứng lớn, đúng không? Rồi, thôi được rồi, trường hợp của em thì là tốt rồi. Thông qua bài làm của em thì thầy đã có căn cứ để khuyến khích điểm tốt rồi. Bây giờ thầy chỉ trao đổi thêm một chút xíu thôi. Báo cáo là thầy Mạnh đánh giá trường hợp của em là điểm tuyệt đối 3 sao. Cảm ơn thầy ạ. Bây giờ đến bạn Thùy Trang. Bạn Trang đâu nhỉ?
Dạ em đây thầy ơi. Ừ, bài của em thì tốt á. Dạ. Ừ. Nếu mà nói mà để mà góp ý cho bài của em ấy thì có một vài cái góp ý như vậy. À, người ta yêu cầu là lấy bốn số thập phân gì đúng không? Dạ vâng. Dạ dạ dạ. Thì nếu mà chính xác ra nó là âm 0,7832 đó chẳng ạ. Dạ vâng. Ừ. Cái này thì nó cũng không quan trọng tại vì trường hợp của em là tính toán đều chính xác hết rồi. Dạ vâng. Nhưng mà nói là yêu cầu lấy bốn số thập phân mà chính xác theo đúng như yêu cầu đề bài thì cố gắng để góp ý thì nó như thế. Và thầy rất thích cái phần giải thích của em liên quan đến cái rất chi tiết về cái mối quan hệ đồng biến với doanh thu trong cái trường hợp này. Đây này, cái giải thích của bạn là mọi người cần phải đáng học hỏi nhé. Cái phần thầy tôi đang tô vàng này thấy không Trang? Dạ thấy thầy. Ừ, cái phần này là tất cả mọi người phải học hỏi nhé, giải thích vì sao có mối quan hệ đồng biến với doanh thu đó. Trong cái trường hợp có giãn ít á thì bạn giải thích như thế là rất là tốt. Ở phần này thì thầy có góp ý là nếu phải rõ phần độ có giãn của cầu theo thu nhập nhé Trang nhé. Dạ vâng. Là nếu mà gọi là lấy cái đề yêu cầu là như nào nhỉ? Yêu cầu là phải lấy bốn số thập phân thì như vậy mà em làm tròn như thế thì cũng về cơ bản chấp nhận được. Nhá. Vâng. Riêng độ co giãn thì không nên làm tròn thái quá. Đối với độ co giãn thì chỉ cần làm tròn chút xíu nên thôi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Dạ vâng. Ừ. Thì đối với bài của em thì thầy cũng không có hỏi gì thêm cả. Và thầy cũng đồng ý luôn là trường hợp của em thì xứng đáng tuyệt đối 3 sao luôn. Cũng không cần thử thách gì thêm nữa. Vâng, cảm ơn. Nhưng mà thầy dò cái bài này thì không biết của ai nhỉ? Không thấy ghi tên tiếc gì. À, bài của bạn Phụng à? Dạ, đúng rồi thầy. Bài của em thầy. Ừ, bây giờ muốn sửa gì cho cái bài của em không? Đây, thầy chụp cho để cho có cơ hội để sửa này. Thông qua đó thầy có căn cứ. Dạ. Đâu muốn sửa gì đây nói. Bây giờ không cần trình bày nữa tại vì mọi thứ nó rõ hơn trước rất là nhiều rồi. Dạ em sửa là độ co giãn của cầu theo giá ạ. Ừ. Gì nữa? Số em tính ra là trừ 0,1667 thầy. Ừ, bốn số thập phân nhưng mà cái cụm này có cần sửa đổi gì không? Cụm nào thầy? Cái cụm thầy đang khoanh đỏ đây. Có vẻ thiếu thiếu cái gì nhỉ? Thiếu thiếu cái gì và phải chỉnh cái gì nữa? Dạ đấy. Dạ thầy có thể nói không dạ? Em được thầy nghe đấy. Bây giờ em chỉnh lại cái phần thầy vừa khoanh ô vuông đi. Dạ thầy là thiếu dấu với chia delta. Thiếu dấu gì? Nói cho rõ. B chia quy thầy. B chia quy chứ phải nhân nhé, đúng không? Dạ dạ. Rồi gì nữa? Delta Q chia cho delta B thầy. Ừ rồi, chính xác. Rồi cái phần dưới này có muốn sửa đổi gì không? Dạ. Thì thầy là cái em sửa là khi giá tăng 1% thì lượng không bây giờ thầy đang ở cái này này, có cần sửa đổi gì cái cụm này không? Dạ thầy là chỉ tuyệt đối thôi thầy. À chính xác, chỉ tuyệt đối chứ. Chỉ tuyệt đối chứ.
Còn nếu mà không có trị tuyệt đối thì so với giá trị 1 thì không thể kết luận là co giãn nhiều ít được. Dạ. Rồi, tiếp. Giờ sửa gì nữa? Giờ em nêu ý nghĩa nha thầy. Nêu ý nghĩa đi, thử nêu ý nghĩa xem kiểu gì. Dạ, thầy bây giờ thầy cho thay đổi số để nêu ý nghĩa này. Bây giờ không còn là âm âm 0,1167 nữa, mà bây giờ nếu mà giả sử tính ra cái EDP lúc này nó bằng âm 3 hay sao? Ý nghĩa? Đó thầy là khi giá tăng 1% thì lượng cầu giảm, thì lượng cầu giảm trừ 3% ạ. Lượng cầu giảm. Dạ. Giảm 3% đúng không? Giảm 3% dạ. Cái chữ giảm này nó thể hiện cái âm này rồi đây này. Rồi. Rồi cái phần dưới này thì có muốn sửa gì nữa không? Ở dưới này. Chờ thầy là cái B em sửa thành BS ạ. Ừ, đây là công thức tổng quát cho hai hàng hóa XY thì cũng được. Sau đó có thêm một cái dấu bằng nữa để ra PS thì cũng được nhá. Dạ. Ừ. Rồi em sửa delta QX chia cho delta cho phần trăm delta B ạ. Ừ, cái này chia phải nhân đúng không? Dạ. Ừ, rồi. Gì nữa? Và nếu lấy bốn số thập phân thì cái này nó phải là như thế nào? Bốn số thập phân. Dạ, dạ là đếm tính cái này. Thôi được rồi, bây giờ nó bằng như vậy, thầy công bố luôn kết quả đi. Tại không thời gian, tại tí nữa thầy có một cái hội thảo quốc tế online bây giờ này. Giáo sư nước ngoài người ta từ Anh người ta cũng trình bày cái nghiên cứu, nên là không có thời gian nữa. Nhá. Dạ. Ờ, bây giờ trường hợp của em là muốn dừng hay là thế nào đây? Dạ, em dừng là thầy. Ờ, dừng. Bây giờ báo cáo về là thầy Mạnh đánh giá trong trường hợp của em là thứ nhất là em làm được một bài hay hai bài nhỉ? Dạ, hai bài thầy. Hai bài. Ờ, thế thì đánh giá là thầy Mạnh đánh giá là tích cực và rất tốt nhé. Dạ, em cảm ơn ạ. Ờ. Còn các bạn khác thì thầy sẽ công bố điểm. Và bạn nào mà buổi sau mà đăng ký muốn thử thách thì thầy sẽ cho cơ hội. Còn bây giờ thầy phải dừng lại đây, tại vì cái hội thảo quốc tế trực tuyến từ bên Anh người ta báo cáo lúc 3 giờ thì người ta đang mời thầy vào rồi. Rồi chào cả lớp nhé. Bye bye. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ, bye bye cả lớp nhé.